bạn, chúng ta đã cùng đến với chương trình Lò Võ Tiêu Lâm. Thưa quý vị, với chương trình Lò Võ Tiêu Lâm, chúng tôi gặp quý vị vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng chào đón ba vị giám khảo của ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng tôi xin được giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Tử Long. Xin giới thiệu diễn viên Danh Hài Việt Hương. Xin được giới thiệu Danh Hài Đại Nghĩa. Chị Việt Hương và anh Tử Long, các bạn thấy có gì giống nhau không? Một cái bộ đồ cặp rất tuyệt vời. Cái màu của anh chị nó rất là ăn khớp với nhau. Phải nói thực sự là đây là một sự kết hợp, tức là nó rất là hoàn cảnh. Hoàn cảnh. Mà từ chỗ hoàn cảnh nó tạo thành hoàn hảo. Sau tất cả, ta lại về với nhau. Anh Nghĩa có vẻ lẻ loi quá đúng không ạ? À? Không, về với đội của em. Anh không hề cảm thấy lẻ loi và anh cũng không muốn về với đội của em luôn Khang à. Kéo đồng ca, minh hả mày? Khang phải ca cái bài là chúng ta không thuộc về nhau. Yeah. Có lẽ vậy. Đó là rồi. Mình khác biệt mình mới nổi bật, em hiểu không? À. Rất hay. Và bây giờ thì ba vị giám khảo có vẻ đã rất là thoải mái để gặp gỡ những võ sinh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm kiếm thêm nhân tài tiếp theo. Trời. Dạ, lần đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến ba vị ban giám khảo và tất cả quý khán giả. Em nặng nhiêu ký? Dạ, em nặng 38 kg. Nặng có 38 kg à? Em là người ở đâu? Dạ, em ở Đồng Tháp. Từ Đồng Tháp đón xe lên đây thi hả? Dạ, chạy xe Honda lên. Cái gì? Cái tướng em mà còn dính được trên chiếc xe Honda? Dạ, 5 tiếng đi lạc thêm tiếng rưỡi nữa là 6 tiếng rưỡi. Trời đất ơi! Dễ thương. Trời ơi, có duyên quá ông ơi. Nói nghe nè, đặt cái tên chi cho nó hùng dũng dữ vậy. Mà cái tướng không có miếng hùng dũng nào trơn. Chị rất mong em cứ thật thà chất phác như vậy trong từng vai diễn nha. Hiệp 1, bắt đầu. À, hai lúa chào bà con nghe. Nè hai lúa đi lên thi chương trình là Lò Võ Tiêu Lâm. Nói nào ngay dưới quê học ít nhưng mà được cái lịch sự. Miễn gặp ai cũng chào chân. Tôi mà gặp người nào mà tôi thích nha, tôi chào nè. Người nào mà tôi ghét một cái nghe thì đừng nói tới. Nghề nghiệp chính của tôi á, làm ở dưới quê thì trồng lúa. Nghiệp tay trái của tôi á, làm ảo thuật. Không tin không? Giờ diễn cho coi nè. Đây. Cho mấy nhạc cùng gợn lên xíu anh. Ê! Mà lao. Xin lỗi, tại cũng có thành công một chút. Nhưng mà không sao, tôi còn tiếp một ảo thuật vô cùng ghê gớm. Mà tôi xin khẳng định với mọi người, tôi là người đầu tiên làm tiếp một ảo thuật này. Camera quay sát sát giùm em anh ơi. Ê! Ồ, đắt không, dơ quá. Hãy cùng xem coi kết quả của bạn như thế nào. 3, 2, 1, quay lại. Chúc mừng các hai. Em ơi, em á được thu nạp rồi. Nhưng mà không phải vì em diễn đâu. Mà vì em kêu camera quay sát sát chút coi. Đó. Với lại em biết em thành công là gì không? Ê, vô rồi. Ê, đó. Em vô là vô cái đó đó. Hiệp 2, bắt đầu. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tìm Kiếm Tài Năng. Và sau đây là thí sinh đầu tiên của chúng tôi. Xin mời. À, alo, chào bà con nghe. Dạ, chào bác. Bác giới thiệu về bản thân mình đi bác. Bác tên gì? Bác tên Nguyễn Văn Ba. Ồ, cái tên rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ thi tài năng nha bác. Bác có tài năng gì bác? Nhìn mặt cậu quen lắm nè. Cậu quen tên à? Cậu nổi tiếng lắm mà, cậu dẫn chương trình mà. Cái cậu là MC gì nè? Nguyên Giảng.
Đúng rồi, con nguyên vẹn nè bác. À, nay sinh nhật cậu không? Trời ơi, sao bác biết hay vậy? Tôi nghiên cứu trên internet gì đó, Đúng rồi, nay sinh nhật con nè. À, tôi hát bài sinh nhật ghi mít tặng chú được không? Thiệt hả? Làm luôn cho nóng đi bác. Vô. Rồi. Happy birthday to you. Happy birthday. Trời ơi, cái gì vậy bác? Sinh nhật con bác hát cái bài gì như cải lương vậy? Không, tôi chùm cải lương mà. Chùm cải lương luôn hả? Ừ, chùm cải lương chứ quê. Biết Thanh Kim Quệ không? Trời ơi, thần tượng số 1 của tôi đó bác. Biết Kim Tử Long không? Thần tượng luôn, thần tượng luôn. Biết Lý Tiểu Long không? Đó. À, ông này cũng thần tượng. Nhưng mà không có trong cải lương. Lộn, tối coi phim mê phim lộn. Dạ dạ dạ. Mà sao bác? Tôi hát hơn mấy người đó luôn. Trời ơi, dữ vậy. Làm liền luôn cho nóng bác ơi. Rồi làm liền nha. Dạ làm liền, làm bây liền. Bây giờ mình hát là mình phải hít hơi thật sâu. Rồi hít vô bác ơi, hít vô, hít mạnh vô, hít. Rồi thở ra. Rồi hát đi bác. Thở ra trơn còn đâu hát. Trời ơi. Làm lại, bây giờ hít thật sâu, làm lại, hát lại nha. Hít thật sâu vô, hát lại. Rồi. Hít vô. Anh ơi, tình của đôi ta là muốn kiếp trước vừa gặp xưa. Ồ cái gì ta? Trời ơi, ông hát gì quên lời vậy? Nhớ rồi, tôi biết lý do tại sao tôi đến đây rồi. Tại sao? Con à, chủ yếu bác lên đây để cho con cháu dưới quê thấy bác lên TV thôi. Bác lên nhiều đó đủ rồi, thôi bác chào con, bác MC bác xuống nghe, chào bà con nha. Tôi xuống. Ủa cái gì vậy? Tự nhiên lên nói mấy câu đi vô luôn vậy? Thôi kệ, không có ông tôi kêu người khác. Thí sinh tiếp theo anh ơi. Hết rồi anh ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Làm vậy là chết rồi. Em thất vọng lắm đúng không? Tức dạ. Mình lắm đúng không? Đáng dạ. Lý là mình phải làm hay hơn vậy. Dạ. Em không phải là em hồi nãy nữa. Không quá hả? Dạ, cung như lại quên. Con giọng cổ nó dạ. Ở dưới quê em đang làm gì? Dạ, ở quê em bán hủ tiếu với mẹ em. Em cũng theo ảo thuật. Dạ. Ước mơ của em có muốn lên trường nghệ thuật, em thi vô trường, em học không? Em làm diễn viên không? Dạ, muốn. Vậy hả? Dạ. Đi lên thi học đi, em có năng khiếu lắm. Bây giờ chị bấm nút xanh tặng cho em để động viên tinh thần em. Em sẽ có thể được chắp cánh ước mơ của mình, đúng không? Yeah. Nhưng đúng tâm lý, anh sẽ không bấm nút xanh nữa. Bởi như vậy không phải là anh. Yeah. Nhưng mà anh nghĩ rằng là anh chúc mừng em và hy vọng sẽ còn được gặp em trên bước đường làm nghề. Không thể nào vì một cái câu chuyện ở bên ngoài mà mình có thể mình du di cho nhau ở trong cái phần thể hiện này. Cho nên anh đã không bấm vì đúng cái vai trò của anh là như vậy. Nhưng như chị Hương đã chia sẻ với em thì nếu như em còn yêu mến cái nghề này, hãy tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đi. Biết đâu một vài năm sau anh em chúng ta lại gặp nhau trên sân khấu, nhưng mà trong vai trò của những người bạn đồng nghiệp thì sao? Chúc em may mắn nha. Rồi ra đây đi. Trời ơi, tôi sợ nó bay mất tiêu quá ông nội ơi. Cầu nguyện, cầu nguyện. Bỏ qua được không? Vịnh quần đi, Dũng, vịnh cái quần. Rồi, rồi. Thôi. Chuẩn bị. Tạm biệt bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ võ sinh tiếp theo. Dưới ta đây là Hoàng Thúy Ta đến đây để dịch giải lò võ tiếu Lâm Hãy vỗ tay lên đi ủng hộ tinh thần. Để chờ lâu quá ta thấy mệt rồi á. Hiệp 1 bắt đầu. Anh ở đây xíu. Các bạn ơi, các bạn biết mình đang ở đâu không? Mình đang ở đảo Jinsu của thành phố Seoul đó. Trời ơi, cái chuyến bay của mình nó khá là dài và khá là mệt mỏi. Nhưng mà mình may mắn á, mình cũng book được á, một cái vé mà hạng thương gia. Cho nên á, mình cũng thấy là đỡ lo phần nào và cũng đỡ căng thẳng đó. Trời ơi, ở đây đẹp quá à. Mà nó hơi lạnh. Đó mấy bạn thấy không? Mình á, mình phải giữ ấm rất là kỹ. Tại vì cái giọng mình hay bị khàn á. Trời ơi, cái lá. Trời ơi, lá vàng. Đẹp quá, tự nhiên muốn xuất khẩu thành thơ luôn vậy nè. Các bạn nghe mình đọc thơ nha không? Chiếc lá vàng vi vu trong gió vỗ vào váy em. Trời ơi, thú vị quá à. Dễ thương không các bạn? Thế mình nói ơ, nhai xô.
Avec le chien, à guignon, à gosamida. Trời ơi, người Hàn Quốc họ dễ thương lắm á. Họ thân thiện, họ luôn luôn mở rộng và luôn luôn là chào mình trước không à. Các bạn thấy mình nói tiếng Hàn có dễ thương không? Bây giờ nói sao bây giờ? Trời ơi, bãi cỏ xanh đẹp quá à. Các bạn phải đi qua bên này nè, các bạn mới cảm nhận được là làm sao là cái tình cảm của mình dành cho cái đất cái nước này đó. Lặng nghe chiều xuống thành phố sao kỳ vậy? Ở đây mà tự nhiên có tiếng Việt Nam đi, mai trả tiếp nha. Lạt sương phủ. Chị ơi, khoai lang nướng, chị ơi, bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn, bánh tráng nướng 10.000 một cái chị ơi. Mày ơi là trời, buôn bán hàng rong cũng có nơi có chỗ chứ, tự nhiên đi vô cái thùng thủng mày kiếm với tôi làm cái gì hả trời? Đã mà người ta nói là ở Sài Gòn tôi đã nóng đực, tôi đã mệt mỏi, vô đây đi kiếm rồi mà kỳ cục vậy hả trời? Chúng tôi xin mời bà giám khảo. Chị Thúy đang sinh sống ở đâu ạ? Mình đang sống ở nước ngoài với ở đây, ở Pháp. Chị ở bên bao lâu rồi? Ở bên đó cũng được 7 năm. Rồi chị về đây bao lâu rồi? Mình về đây thì cũng được 2-3 năm nhưng mà cũng phải đi đi về về. Về hả? Dạ. Biết được cái nơi sinh sống của chị rồi. Ở Pháp phải không chị? Dạ, lát xin địa chỉ qua bển. Rồi. Hay đi châu Âu mà không có địa chỉ người thân. Anh đã xem em diễn rồi. Và em diễn vai bi. Rất là hay, rất là mùi mẫn, rất là cảm xúc. Hôm nay lần đầu tiên xem em diễn một cái vai hoàn toàn nó khác so với những gì trước đây em đã từng làm qua. Có thể cho em nói chút xíu được không ạ? Rồi, mời em. Cảm xúc đúng không? Em mê nghề lắm. Mê nỗi mà em bỏ hết bên đó, em quay về đây để tiếp tục theo đuổi nghề của mình. Em biết là khi mà gián đoạn như vậy, cái nghề của mình nó, cái phản xạ nó không có tốt. Nên cuộc thi nào em cũng thi. Thì để chi để mình nuôi lại cái lửa của mình á. Nên cho dù được không được thì em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được đứng trên sân khấu để diễn. Em khao khát được sống với nghề cho nên em lao vào. Và em muốn cống hiến, em muốn thắp lại cái ngọn lửa mà mình đã mất từ lâu. Thì anh rất trân trọng điều đó. Chính vì thế anh sẽ dành cho em một cơ hội. Wow, một tiếng sao. Xin mời anh Tự Long. Tôi luôn luôn cổ vũ và động viên tất cả những người phụ nữ và đặc biệt là những người phụ nữ xinh đẹp đến với lò võ Tiếu Lâm của chúng tôi. Nếu hôm nay chỉ là một lời động viên mà nếu như Đại Nghĩa không bấm thì tôi cũng sẽ nói để tôi bấm là tôi mong muốn xem bạn biểu diễn thêm một phiếu nữa. Chị Hương à. Đồng cảm, xa xứ, mê diễn, nãy bước ra hát một câu cái lương hay luôn, đi bộ tốt luôn, ngôn ngữ tốt, chỉ có điều diễn cái khúc đầu rút lại một chút để ao khúc sau cho anh ta hiểu vấn đề là mình cái thứ xạo xạo lên Đà Lạt mà đặt đẩy qua tới Hàn Quốc thì người ta mới cười, nhưng vẫn ủng hộ tinh thần của chị gái. Mời chị vô. Xin chúc mừng Đại Thúy. Ở phần tiếp theo thì chị phải cố gắng vượt qua, bởi vì lần này ban giám khảo thấy được cái lửa của chị, nhưng chị phải chinh phục bằng chính cái tài năng, cái khả năng của mình. Mình bỏ em đi, mình ơi, sao mình bỏ em đi? Em giận nè, em giận nè. Bảy, gì bảy? Cái gì vậy? Trời, chị Bảy làm gì ghê vậy? Mày kêu cái gì? Nói nghe, cho con hỏi chú Bảy có ở nhà không? Ông bỏ tao đi bao nhiêu ngày rồi, tao buồn quá trời quá đất luôn vậy. Bảy, con nói này tin này cho dì Bảy nghe, dì Bảy hết buồn liền. Cái gì nói liền? Đêm qua con thấy chồng gì chở nhỏ nào trẻ mà đẹp hơn gì. Trời ơi, con thấy thiệt luôn. Chở thiệt luôn hả? Xà nẹo luôn. Trời ơi, người, có hùng không? Đâu phải, để con nhớ. Nhanh lên, mày nhớ coi. Có hùng luôn. Trời ơi, hùng luôn hả? Ôm xà nẹo rồi hùng nữa hả? Trời ơi, không, gì đón chúng phóc luôn không? Dì me nó lâu dữ lắm rồi. Được rồi ha. Giờ sao? Giờ sao dì Bảy? Lần này dì Bảy chơi nó khô máu luôn à. Nó không thể thoát khỏi tay gì. Được rồi. Alo, anh Tùng hả? Ê, cái gì vậy? Điện anh Tùng chứ. Điện mà tới cái bên kìa. Điện ông Tùng ổng bóng gió. Tới tay chồng gì là chồng gì đánh gì bờm đầu á. Mày yên tâm đi, tao chịu trách nhiệm cho. Alo, anh Tùng hả? Nè ha, tôi đưa anh 4 triệu ha. Con đầu 2 triệu, đuôi 2 triệu, con 18. Bữa nay mấy đài? Cái gì? Mấy đài? Một đài, rồi tôi chắc chắn là nó ra rồi. 18 nghe không? Rồi nhắn tin làm tin không? Thấy chưa? Rồi, trời ơi, cảm ơn con về đi, chiều nay quá lãnh hưởng. Yeah.
Chúng tôi xin mời phần nhận xét ban giám khảo. Trong vòng 2 phút chị dẫn tụi em đi hoài. Đi hoài tất nhiên cuối đường chị sẽ mở rồi giật mình. Đúng không? Là chi tiết bất ngờ. Trên cả một quãng đường nó không có một cái gì vui hết á. Và bây giờ chúng tôi đang chờ những tín hiệu trả lời từ phía ban giám khảo. 3, 2, 1, bấm nút. Và kết quả của chị là... Ôi, rất tiếc. Chị Lý ơi, hôm nay không có vượt qua được hiệp 2. Nhưng mà có một điều mà Nguyên Khang cảm nhận được đó là chị rất là đam mê. Nhưng mà Nguyên Khang nghĩ có lẽ là cái sở trường của chị nó lại thuộc về cái chính kịch. Và nếu như mà có cái cơ hội ở một cái sân chơi nào đó thiên về chính kịch, chị hãy thử ha. Chị Thúy, chị có cái khăn đẹp đó. Rồi anh bay nha, anh bay đúng không? Ok. Rồi 3, 2, 1. Chưa. Gửi lời chào thân thương đến ba vị ban giám khảo, anh MC đẹp trai và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Nè, có dòng họ bà con gì không mà mới xuất hiện cái 500 anh em với kia họ reo dữ vậy? Dạ em có thuê hết rồi, mỗi người 20 ngàn. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay là em 24 tuổi. Trước đây em làm nghề gì? Dạ em thì em làm phục vụ trong nhà hàng. Chuẩn bị xong chưa ạ? Dạ nếu mà ban giám khảo sẵn sàng thì em cũng sẵn sàng. Rồi, rồi. Hiệp 1 bắt đầu. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn. Cội khôi đốn nhà để... Cội khôi đốn đồng để ngắm ngồi chim nhơ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu đến gần biểu cầu ngồi. Mẹ nhô tóc sâu, hai chị em tóc bạc như ma. Từ trong em phóng ra, hát một bài hát không có duyên dùng gì hết. Nhưng chủ yếu em giới thiệu em đang đứng giữa một cánh đồng xanh bao la bát ngát như một bà điên, bởi vì sẽ không có ai tỉnh mà giữa đồng không hiu quạnh, ăn mặc và trang điểm lố lăng được như em. Em xin kính cẩn nghiêng mình, nghiêm khắc và nghiêm nghị chào bàn giám khảo. Sở dĩ em ăn mặc lố lăng như vậy là bởi vì em có một ước mơ, em muốn trở thành một fashionista, một tín đồ thời trang nổi tiếng, nên em đã không ngần ngại lăn xả, mò mẫm, rinh rập và dứt dọc hình ảnh em ở các cuộc thi. Đến với cuộc thi thời trang, ban giám khảo đã có nhận xét em như thế này: trời đất ơi, chị thích em quá hà. Mà biết sao không, cái thời trang của em đó, nó không có fashion mà nhìn nó rất là xàm. Vì vậy chị xin phép đưa cái tay lên che nửa cái miệng rồi thẳng vô mặt em một cái cho thiệt là quê. Ai hi, đồ ngốc. Sau cuộc thi thời trang, em lấn sân tham thi một các số cuộc thi khác, và cuối cùng em đã đạt được kết quả thật thảm hại. Nhưng không, cuối cùng em phát hiện ra chương trình Lò Võ Tiếu Lâm, và em biết đây sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của mình. Và em đã quyết định dồn hết tâm tư của mình vào đó, và em đã chuẩn bị một món bảo bối, đó chính là cây dũa. Đây không phải là cây dũa bình thường để dũa móng tay đâu. Em sẽ dũa cái mỏ em thiệt nhọn, thiệt xinh, để chặt chém với hết tất cả các thí sinh còn lại. Vì vậy, ban giám khảo hãy bình chọn và ủng hộ cho em. Yeah. Mà phải nói là em có duyên ha. Dạ, thật ra cái hả? Nếu mà nói về mặt nội dung thì nó không có gì hết trơn trọi á. Dạ. Nhưng mà cái chính là cái tố chất duyên dáng trong người em nó có. Thành ra là nó làm cho anh cũng cảm thấy thú vị ha. Cho nên là anh sẽ bấm nút màu xanh cho em. Một nút xanh, chỉ một cái nữa thôi là bạn sẽ bước vào một tiếng. Chị định bấm nút nhưng chị biết cái gu này là gu của anh Long. Lòng thấy sao? Cái lực của bạn phát ra mà khiến cho chúng tôi vẫn muốn theo dõi bạn. Yeah. Chính vì vậy tôi vẫn muốn theo dõi bạn thêm. Dạ, hai cái rồi. Hai nút xanh rồi. Chị phải bấm nút đỏ để cảnh tỉnh em là hãy kiếm tiểu phẩm nào thật hay ở vòng thứ hai, đừng để dành. Tại vì thật ra vòng này là mọi người yêu em, cái duyên. Nhưng mà tiểu phẩm thì chưa có gì hết, cho nên nút đỏ này sẽ cảnh tỉnh em nha. Và kết quả của bạn là... chúc mừng bạn, có hai người thôi và một người không luôn nào. Đôi khi cơ hội của ban giám khảo sẽ là một thử thách rất lớn cho bà. Hãy cùng xem bà có biến cơ hội đó thành cơ hội vàng hay không. Hãy cùng đến với hiệp thứ hai cùng với Trương Minh Trí. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Thấy em hát vậy thôi chứ thật ra trong lòng đang căng lắm đó, đang bị lạc trong rừng đó. Bây giờ mới chỉ có tâm lý sợ nè.
Chết tôi rồi. Lạc trong rừng rồi làm sao ra đây? Trời ơi, giờ này á là thú dữ và ma cỏ xung xuê dữ lắm nè. Lỡ mà nó nhào ra nó xin chữ ký là ký đứt gân máu luôn cũng không hết nữa. Sao mà không khí nó yên ắng quá vậy nè? Ước gì có một âm thanh gì đó vang lên làm xóa tan đi cái bầu không khí ghê rợn này. Wow. Trời ơi, ước gì mà ngu muội dễ sợ. Có ai cứu tôi với? Có ai cứu tôi với? Cô ta đây, tại sao con không... Trời đất ơi, âm thanh này sao quen thuộc quá vậy? Đúng rồi, đây là tiếng của ông Bục. Mà ông Bục giọng bữa nay ngang lắm nha. Thôi mà thôi kệ đi, bây giờ mình phải nhắm mắt lại cho giống chuyện cổ tiếp. Bà ghê quá. Tại sao không... Ông Bục... Tao không phải là ông Bụt. Ủa vậy chứ ngươi là ai? Tao là người rừng. Trời đất ơi, người rừng vào tràn qua Việt Nam luôn rồi hả? Đúng vậy. Tráng sĩ ơi, em đang đi chợ, tự nhiên em lạc vô rừng. Em buồn dễ sợ. Bây giờ tráng sĩ có thể nào giúp em về với gia đình em? Em nhớ mẹ. Tới đây rồi. Ô điên. Mày đã vô tới đây rồi, không còn được về đâu. Hả? Sao vậy? Tại vì loài người hiện đại của mày chặt phá cây rừng, phá hoại môi trường sống của tao. À, cái chuyện này là em biết rồi tráng sĩ ơi. Bây giờ em hứa với tráng sĩ luôn. Bây giờ tráng sĩ thả em về đi. Em hứa em sẽ không xả rác. Em sẽ bảo vệ môi trường nha tráng sĩ. Không được, tao không tin mày được. Bây giờ mày phải đi trồng cây và nhặt rác hết khu rừng này. Chừng nào ở đây xanh, sạch, đẹp thì thôi. Trời đất ơi, tráng sĩ bị động kinh hả? Không phải, tao phân tích quá. Trời đất ơi. Mày ráng làm cho thiệt tốt. Tao sẽ kết nạp mày vô bộ lạc của tao. Hả? Trời ơi, thì thích chị mà không nói nè. Tại vì bộ lạc của tao toàn là con trai, chưa có thằng nào bị bong như mày. Trời đất ơi, đã bóng gió mà còn rừng rú, ai coi. Mày đang bong cho thiệt tốt, nay mai tao cho mày tù trường luôn. Hả? Sao qua cái lời nói của tráng sĩ em thấy cuộc đời em lên thương quá. Bây giờ ở lại cũng được, nhưng em có một điều kiện. Điều kiện gì? Tráng sĩ phải lấy em. Ê chết không phải. Lấy mày tao có tội với nuôi rừng lắm. Mày nói nhiều tao ăn thịt mày đó. Hả? Tráng sĩ thích ăn thịt em hả? Tráng sĩ có biết ăn thịt là gì không? Ăn em đi tráng sĩ. Ăn em đi tráng sĩ. Rồi mày thấy ghê quá. Thôi không kết nạp mày vô bộ lạc được. Mày thấy ghê quá. Mày đi về đi. Đi thẳng. Hướng qua con sông là tới bìa rừng. Tao đi đây. Thấy ghê. Tráng đi sĩ. Đây. Tráng sĩ. Đừng bỏ em mà tráng sĩ. Tráng sĩ đi đi rồi. Có tráng sĩ ở đây rồi. Cảm ơn em. Ơi, đi lạc mà dễ thương quá. Rồi. Nói nghe nè, ở đâu ra mà những cái ngôn ngữ là bóng gió còn rừng rú. Tôi chịu câu đó quá, tôi nạp em vô. Tại vì xảo ngôn tốt. Mà bạn rất có duyên. Bạn phụ diễn hôm nay cũng rất có duyên. Duyên lắm. Này, cái mày không biết cái con chim bay trên trời, cái cá lòi trên nước, tao cũng yêu mày luôn. Đây, tao bấm, không phải đưa vào tay tao, tao rồi tao tự tao bấm thôi. Chứ bấm thế này, cái nó về nhà tao thì làm thế nào. Bên kia luôn đi chị. Cái khu rừng này nó không dám nạp em vô. Bởi vì nó mà nạp em vô là em phá banh rừng. Nhưng mà cái lò giỏ này cần phải nạp em vô. Chúc mừng em. Quyền thanh nghiệp, chúc mừng em. Em đã làm được điều ấy rồi. Vâng, tuyệt vời. Xin được giới thiệu hiệp thứ ba Trương Minh Trí. Bắt đầu. Sáng sớm em hái bông hồng bán cho bao người qua. Anh ơi, anh mua bông hồng hả? Bông bay ấy. Rao cái gì vậy? Thì bán cái gì rao cái đó nè. Nhưng mà tao cấm, kể từ nay không được rao là bóng nữa. Em bán bay mà anh không cho rao rồi ai mua? Thì mày rao là bánh bay đi. Mày rao ngang ngược gì cho tao? Vậy cũng được nữa hả? Được chứ sao không được. Mà tao nói cho mày nghe nè. Mà... Dạ. Bông hồng ấy. Bánh bao đây. Bông hồng đây. Bông hồng đây. Trả chứng nhận lại cho tao. Em làm được trước mà. Nhưng mà tao thấy trước. Nhưng mà bây giờ nó trong tay em thì nó là của em. Biết rồi, đây là chứng nhận trong tay em là của em. Dạ. Vậy chỉ có cho anh cầm trong tay anh là của anh. Đúng rồi ha. Vậy cãi anh chi cho mệt vậy? Đúng rồi. Thôi vậy thôi anh về trước nha. Dạ. Cho luôn cái giỏ bông đó. Ê, đứng lại, anh đánh lừa em hả? Trời, nó giỡn thôi, nó nghe nè. Ê, cái này là của trời cho hai đem mình. Đúng chưa? Anh quyết định rồi, anh sẽ chia cho em phần nữa. Bây giờ có tiền rồi, anh sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Anh tính làm gì vậy? Anh sẽ mua smartphone, chơi Pokemon. Ôi, anh thị trường quá à. Biết sao không? Tại vì anh phát hiện ra một cái chỗ bắt Pokemon rất là thú vị. Ở đâu vậy? Ở đâu? Cây xăng. Ôi, đừng có bắt ở cây xăng. Thôi bây giờ bỏ qua chuyện này đi. Bây giờ em có tiền, có chiếc nhẫn rồi nè. Em sẽ làm cái gì? Em tính hết rồi. Cái nhẫn đẹp quá trời mà. Nếu mà em có cái nhẫn là em nhất định sẽ trả cho người ta. Ê, tao
tao khẳng định luôn, mày là một cái con chính kịch, một cái con mà đào trì. Mày không có hài hước gì đây chứ. Mày là con chính kịch con đào gì? Con chính kịch con đào gì? Chờ mới làm giờ đem trả cho người ta. Không phải, mình là người tốt thì mình không có được tham. Thì mình đâu có tham đâu, mình chỉ nhặt được rồi mình xài giùm thôi. Ôi, giờ anh tưởng tượng đi, anh đi bán bông phòng nè, cái để dành được xíu tiền, mua được cái nhẫn chút ép, làm rớt người ta lượm xài giùm anh sao? Chắc tao tự tử quá. Không, trời đất ơi, mày ha, mày khuyên tao cách là rất là ngang ngược và cố chấp nha. Giờ anh vẫn không chịu trả là em nghỉ chơi anh luôn á. Thôi mệt cô quá à, trả. Nhưng mà có một điều kiện. Điều kiện gì nữa? Cho tao hết bong bóng của mày đi. Ủa chi vậy? Tao sẽ trả thù đời. Tối nay tao sẽ về 5 phút chích bể một cái, 5 phút chích bể một cái. Ủa chi nữa? Cho cuộc đời tao bớt bóng đi. Lấy đi. Ừ, vậy đi. Ê, nó nghe nè, đi bán đi cho kịp buổi chợ mày. Em bán hết rồi. Trời giỏi vậy, lời không? Lỡ nguyên chùm. Trời ngu muội. Thì anh lấy hết bóng bài của em rồi đó. Ê, anh quên. Nó nghe nè, anh không có lấy của em đâu. Anh sẽ đem bán giùm em luôn. Em ở lại đây, đứng đợi trả người ta chẳng nha. Dạ. Ê, thôi đi, cuộc đời anh mà sáng giờ làm được nhiều việc tốt, anh thấy cuộc đời anh bóng. Ê. Bậy quá à. Ừ. Đi trước nha. Dạ. Mày. Lại một lần nữa em cho mọi người thấy rằng cái sự hoạt ngôn và duyên dáng của em, duyên dáng trong từng câu chữ, chỉ có tiếc một xíu là có vài chỗ em nói rồi em bỏ nhỏ nhanh, cho nên là chị Hương không nghe, chị Hương phải quay qua hỏi anh coi em nói cái gì vậy, rồi anh phải dịch lại. Em rất là duyên dáng, dễ thương, anh chấp nhận em. Anh muốn em phải thể hiện và chứng minh mình hơn nữa, bởi vậy cho nên là ở trong tình huống này thì chị Việt Hương liệu có cứu được em nữa hay không. Còn với anh nghĩ là anh sẽ không thu nạp em. Chị Hương, thí sinh triển vọng quá. Dạ. Chị thích em lắm. Em biết cái cách của chị mà chị khao khát, chị gặp em mỗi lần em xuất hiện chị thích lắm. Nhưng mà chị có điều. Dạ. Lại một lần nữa, kịch nói, tiếng nói rất là quan trọng để cho người khác phải nghe. Bản thì chị không nghe, chị không nghe sao người dùng miền nghe, hiểu không? Rồi phải nghe hỏi, là mất hết một cái nhịp của cái người diễn viên. Nhưng mà giờ nói thật với em là chị nằm ở giữa, bây giờ chị là màu cam á. Chị vừa muốn xanh xanh mà chị cũng muốn đỏ đỏ nữa. Cho em nó cơ hội đi chị. Nãy chị có cười mà chị Hương. Có cười dữ lắm, bị duyên á. Chị mất mấy miếng là không nghe rõ thôi. Có cơ hội đi khán giả, vâng. Chưa bao giờ tôi thấy con người của tôi nó không có lập trường như lúc này. Hoạt ngôn, diễn xuất tự nhiên. Hoàng Minh Trí đã tạo ấn tượng tốt với giám khảo Việt Hương trong hiệp trước. Tuy nhiên, ở hiệp này, Minh Trí lại bộc lộ khá nhiều khuyết điểm như phát âm nhanh, thoại không rõ lời, khiến giám khảo Việt Hương khó nắm bắt câu chuyện. Minh Trí có cơ hội thể hiện tài năng ở hiệp đấu tiếp theo hay không? Tất cả phụ thuộc vào quyết định của giám khảo Việt Hương. Thu nạp! Yeah! Chúc mừng bạn! Woo! Như vậy, chơi chơi của chúng ta, Minh Trí sẽ có được giải thưởng 30 triệu đồng. Xin chúc mừng bạn. Bạn đã sẵn sàng để đến với hiệp thi đấu thứ tư chưa? Dạ, sẵn sàng. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem khách mời của em ở hiệp thi đấu thứ tư này là ai nha. Dạ. Phần thi của thí sinh Trương Minh Trí. 3, 2, 1, bắt đầu. Ô lắm ai hé thâu ba thuật ngạc dâu phưa, gây thua gà ngã ai cũng ba gà nằm. Dịch ra tiếng Việt. Thật khó để nói em đây biết làm sao đây, khi tình yêu em giữa hai ngã đường. Em hát một bài hát tiếng Thái Lan, không có ảnh hưởng gì tới cuộc thi của em hết. Nhưng mà em giải thích cho quý vị biết là em đang ở Thái Lan. Thầy ơi, con từ đồng bằng xa xôi lên núi cao tìm thầy đây. Thầy đâu rồi thầy ơi? Thầy ơi, thầy ơi, thầy đâu rồi? Thầy đâu rồi thầy ơi? Thầy ơi, thầy. Thầy ơi, có chết. Ủa? Tao còn sống mà. Ủa thầy đây là? Ta là bà thầy đẹp nhất Thái Lan. À thầy là người Thái Lan hả? Đúng rồi. Thầy biết nói tiếng Thái Lan không thầy? À, chút đỉnh. À nói thử đi thầy. Sao quạch đi khạp, thọt hồi lọt. Đơn giản vậy thôi hả thầy? Đó, thầy của thầy dạy thầy con nhiều đó đó. Dạ thầy ơi, con khổ lắm thầy ơi. Ở bên Việt Nam á thầy, vợ con hả, đang có bầu thầy ơi. Rồi tự nhiên cái mất tích mà không biết là đi đâu về đâu. Bây giờ con nghe thầy là hay lắm. Bây giờ thầy có thể tìm cách mà tìm vợ con về được không thầy? Coi vợ con sống hay đã chết không thầy? Bây giờ con nói cho ta biết đi, vợ con tuổi gì nè? Dạ vợ con tuổi Thìn. Thìn, Thìn ngoại tình. Rồi con vợ con đi ngoại tình rồi. Hả, có luôn hả thầy? Có luôn.
hình nè, thấy không, con cũng sai lầm khi chọn vợ, thấy không, thà con chọn vợ chữ tuổi Tý đi, tuổi Tý 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 là có chí bí, có chí bí là có bầu đó, dạ. Thấy không, có bầu đó thì vợ chồng con mới hạnh phúc được với nhau. Con hiểu rồi thầy ơi, bây giờ á thầy, bây giờ là con cần vợ con lắm, bây giờ nhiêu tiền á con cũng trả thầy hết, thầy làm ơn làm phước, thầy cứu nhân độ thế cho thầy, thì kêu vợ con về được không thầy? Con không biết chết hay chưa mà bây giờ là bây giờ sao để biết chết hay chưa thầy? Thì bây giờ để thầy mời coi con có dông không, bắn mà có được dông thì là chưa chứ. À, con hiểu rồi thầy, hay quá. Ừ, thầy xin hát một bài hát đó là bà tôi. Bà tôi đưa tôi ra đâu làn một mình ba đôi cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co, quanh co, quanh co, quanh co, 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 co. Thầy ơi, thầy đúng gió hả thầy? Thầy đúng gió hả thầy? Bà về, bà về, bà về vừa xuất ra. Bà xích nè. Để thầy bắt vợ con đúng không? Dạ vợ chứ phải chứ bà ngoại về. Thầy hả, vợ con thích thể loại nhạc gì nè? Nhạc rock thầy. Vợ con cũng thiệt là có duyên đó. Dạ. Bây giờ thầy không thích chơi đốc, bây giờ thầy muốn mời vợ con bằng một bài cải lương được không? Nó được, hay quá, thầy bài nào cũng được, bây giờ con về được rồi. Đều quan trai đến chết chưa bao giờ dưng tàn xót, bây là những nơi xa trường tâm thân tàn. Khi thù cầm chẳng phải không nên tình với quân thù tên đồ lưu. Giới la thông dù vô khó mong thương phục, tần ta lên tinh 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 tần vợ con bị khùng. Ủa con kêu vợ con có về không thầy, rồi vợ con có về không? Không, vợ con bị khùng rồi nên nó không có về nữa. Hả vậy hả thầy? Ừ. Thầy ơi bây giờ là bà ngoại con, bà ngoại con có tài khoản ngân hàng á thầy, mà bây giờ bà chết rồi bà ngậm nguyên cái mật khẩu luôn rồi. Bây giờ con muốn bà ngoại con về đó để cho con biết cái mật khẩu á thầy. Bây giờ thầy có kêu bà ngoại con về rồi nhập vô thầy để con nói chuyện với bà ngoại con được không? Vậy bà ngoại con thích nhạc gì? Nhạc opera. Opera hả? Sao gia đình của con toàn là xài nhạc gì mà khó hát không dạ, à? Dạ, con gia nhạc viện mà thầy. Con khó khăn dễ sợ, bây giờ thầy muốn một cái bài gì đó mời bà ngoại con về được không? Ủa, thầy hỏi làm chi mà giờ thầy muốn bậy bạ gì? Ừ, thầy ngang ngược gì đó. Rồi con ơi, con thấy ngoại con rồi, ngoại con nói tài khoản đó tài khoản giả đó nghe con. Hả, tài khoản giả hả? Ừ, tài khoản giả đó. Cái gì kỳ vậy? Vợ con là bây giờ bị khùng rồi không về nữa cho con hỏi chừng nào là con mới có vợ nữa vậy thầy? Con hả? Dạ. Bây giờ con bây giờ cần một cái gì đó, tôi gọi là cái gì ta? Một cái gì đó là đồng hữu với con để mà cho hai đứa nó chạm với nhau cho nó hên lại. Thì bây giờ sao kiếm cái đồng hữu đây thầy? Ở đâu cho xa con? Hả? Ta nè. Lấy ta đi. Được rồi, vậy em hãy đến đây với anh. Trời ơi, mới có mồi chài chút xíu là tới liền vậy hả? Thiệt là dễ thương. Em ơi, em hãy đưa bàn tay em ra ngoài sau lưng cho anh đi nào. Em ơi, bờ vai của em thon gọn quá. Em ơi, em đã bị bắt. Trời đất ơi, ta thích bạo lực lắm. Nửa đi, hành hạ ta đi, đánh đập ta đi. Nửa đi. Tại sao dừng lại vậy? Ta chính là công an, ta nghe bà coi bối toán. Bây giờ á, tôi sẽ cho bà thấy cái nạn nhân mà bà đã làm ra nông nổi như vậy. Mời vào. Bà đã xảy ra nông nổi thế. Ta khẳng định luôn, con này không phải là nạn nhân của ta, nó là một con điên. Đúng, ngày xưa không phải là con điên mà bà đánh giết người ta điên luôn rồi đó. Bằng chứng đầu nói ta đánh nó mà thành điên như vậy. Bà điên, nói đi. Mượn cái tay cái. Ừ. Trời, thấy nó ngang ngược không? Nó giả tạo, nó dựng hiện trường giả trước mặt biết bao nhiêu con người như vậy đó. Tại sao ngươi lại nghe lời một người điên hả? Người điên người ta nói đâu có giá trị. Ngươi làm như vậy là sai với pháp luật, sai với đạo đức nghe không? Không phải con điên, đó không phải là con điên. Nó không điên chứ lại gì, nó tỉnh, mày nói nó tỉnh đi, tao giả vô mặt mày liền. Em phải là con điên không? Nín liền. Nãy giờ đủ rồi nha. Anh bởi vì anh làm không được, ai làm ăn được gì cho anh kêu vô đây đòi tiền giùm không được. Tôi là vợ ổng nè. Thấy không? Dàn cảnh không? Dàn này. Cảnh vợ. Nhìn cái mặt tôi. Bữa hổm bà lường gạt tôi, bà nói chồng tôi ngoại tình. Đúng rồi. Rồi bà lấy của tôi 5.000 đô. Rồi bây giờ tới phiên chồng tôi nhào vô đây kêu tìm tôi, bà nói tôi chết, bà trục vong tôi một hồi. Bà lấy ổng biết là bao nhiêu tiền, ối tiền ở đây. À, bây giờ sao giải thích đi. Ngươi nói ta lấy tiền của ngươi, vậy chứ ngươi biết ta tên gì không? Ngươi là cô Bông, biệt danh là cô Bóng. Ha, sai, ta là cô Bọng, biệt danh là cô Bồng Bọng. Ngang ngược như vậy sao? Chắc là
là có lẽ các ngươi đã nhầm một địa chỉ khác rồi đó. Ê, thả ra đi cho dễ diễn. Rồi. Ê, đủ chiêu rồi, nghỉ chơi. Nghỉ chơi. Lật bài đi. Đây, sợi dây chuyền nó đeo kìa, thấy không? Khôn hồn thì đưa sợi dây chuyền đây, nếu không cô sẽ chết ở đây. Tụi tao là ăn cướp. Không có cái gì đâu. Giàn cảnh sao bây giờ ăn cướp hả? Lại đây lấy đi, trên người ta không có cái gì là thiệt hết trơn. Ta sửa hết, sửa từ trên xuống dưới, sửa luôn cả bề ngoài. Các ngươi muốn lấy cái gì các ngươi lấy, thích được thì lấy ta luôn cũng được. Bây giờ sao đây đại ca? Được, cứ việc lấy nó. Nó không có cái gì xài, nhưng nó có được cái này xài. Thẳng. Hư hết rồi. Ta hai cái ta bán một cái, còn một cái ta để dành sơ cua. Ai ngờ nó bị hư rồi. Ta đang đợi tới ngày lên thiên đường. Tim chắc ăn lấy được. Tim cũng vậy thôi, tim cũng bị phân nửa, còn phân nửa cho em dục rồi. Ngồi xuống đây kể nghe. Ê, bây giờ là nguyên người mày ngư hư hết đúng không? Hư hết đúng không? Hư hết nguyên người rồi, chết đi cho khỏe. Ta bẻ đầu ta lợi. Làm không lại đó, bây giờ nó nói cái gì nó cũng được. Hết giờ. Cảm ơn các bạn. Toát cả mồ hôi đúng không? Dạ đúng rồi. Toát cả mồ hôi với hai lại... cái thí sinh này chặt chém quá. Cảm ơn Bảo Lâm và cũng cảm ơn anh Vàng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các giám khảo. Ở vòng này, tức là cấp độ phải càng ngày càng khó lên. Và ba vòng trước chị đã coi em như vậy rồi. Bây giờ cho chị coi nữa, nó không có thấy đặc sắc. Cho nên chị không nạp em. Tôi lại cảm nhận bạn ở một góc độ khác. Hai người bạn diễn của bạn, lúc đầu tôi nghĩ là họ làm khó bạn. Nhưng về sau bạn đưa cái cuộc chơi nó quay trở lại đúng với cái sự hoạt ngôn của bạn, đúng với cái bản gốc của bạn. Cho nên bạn cảm thấy tự tin vô cùng khi mà một chọi một, thậm chí một chọi hai tung hứng như vậy. Bạn đối đáp lanh lẹ kinh khủng. Chúc mừng bạn. Cảm ơn anh. Bây giờ tỷ số là 1-1. Anh Nghĩa là người quyết định quan trọng nhất. Và bây giờ hãy đến với quyết định cuối cùng, phụ thuộc về phía anh Đại Nghĩa. Mời anh. Em mới vào nghề, mới học nghề đúng không? Quá giỏi với một người mới như em. Và em sẽ còn giỏi hơn nữa nếu như em có thời gian và sự rèn luyện nhiều hơn. Cần phải thay đổi mình nhiều cho đa dạng và phong phú hơn em nhé. Vâng, rất tiếc đó là nút không nào của anh Đại Nghĩa. Không sao cả. Thì thật ra đó, hôm nay em đi đến vòng này thì là em cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là mừng rồi. Mình mang lại một ít tiếng cười cho khán giả hiện tại là cảm thấy quá hạnh phúc, quá mỹ mãn rồi. Em hứa với anh chị là một ngày nào đó em sẽ thể hiện được tất cả các vai và sống hết mình với cái đam mê của mình. Rất tốt. Đó là những gì mà chúng tôi muốn các võ sinh khác cũng sẽ học được khi đến với Lò Võ Tiểu Lâm. Còn bây giờ nhiệm vụ em chưa kết thúc đâu, theo anh. Cái khăn có nhiều công dụng quá em ha. Dạ, để em bay cho nó thanh thản. Anh biết mà. Và anh xin được chúc mừng, em sẽ ra về với giá trị tiền thưởng là 30 triệu. Tạm biệt. Around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. Who ain't even here to party? Ken in the club tryna pat you 'cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like gloss. Bận cái bộ đồ này. Tự nhiên bày mấy cái trò như bận đồ nữ sinh rồi kêu là phải ngây thơ trong sáng. Trời ơi không hiểu luôn, bà bị gì á? Nói cái gì đó? Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it. Bây giờ họ không có thích là phụ nữ sổ sàng. Dạ. Họ chỉ thích là nhẹ nhàng. Bởi vậy mà nè con à, má nói chuyện với con á, đặc biệt là con nha, khách họ phàn nàn về con lắm đó. Mà má nói chuyện với mày làm ơn tôn trọng má giùm một cái. Mày đứng mày nhai cái giống gì vậy? Mày làm cái gì? Con đâu có nhai cái gì đâu má. Mày làm gì đó?
con làm gì cho nó phong cách. À, phong cách hả con? Mà vừa phải thôi nha. Má nói với tụi con rồi, mình á là bất cứ khách nào á mình cũng phải tiếp mới moi tiền được nè, người ta mới đưa tiền cho má, má mới có tiền má nuôi tụi con lắm. Má dạ, mày nhảy đâu hả? Tụi có đâu nè nhen, nè nhen, mày là chị cả đó, mày phải làm gương cho tụi nhỏ nghe chưa. Ra đi chơi với anh đó. Chơi với anh đi, chơi với anh đi. Không, con dán cái đi à. Không dưới đâu. Ôi, không là có tiền nè Bon ạ. Trời ơi, con dán bằng dễ thương y chang anh vậy đó. Trời ơi, đó anh bắt được em. Đó anh bắt được em. Mày thấy chưa con, không sợ con dán có một cọc tiền, thấy chưa? Mày phải bắt chước em mày, chủ yếu là mày phải biết cách diễn xuất con à. Trời thì cái đó con chạy chỉ nó diễn vậy đó. Vậy hả? Dạ. Nói nghe nè. Dạ. Ở yên đây, khỏi làm gì trơn trời á, cả thế giới cứ để má lo. Không, cái này con làm được. Không, con phải tin má. Má làm được. Má tin con. Con chỉ cần ngồi yên và học. Rõ chưa? Mọi người ơi, ông chủ ơi, ông chủ, ông chủ ghé quán em chơi hả? Đi nha, đi vô đây em tiếp nè. Lại đây ông chủ, nhanh lên đừng có ngại. Dạ, đâu? Dạ, nhớ đâu vậy? Dạ, mày nhạy cảm với vợ. Dạ, nhổ, dạ. Khoan này. Dạ thưa đây là ông thầy. Ông thầy dạy diễn xuất. Hôm nay má mời ông thầy này về dạy. Bây giờ thầy dạy làm sao cho mấy đứa nhỏ đó nó tìm được cái cách nào mà nó môi tiền được khách đó mà nhẹ nhàng nhất hả thầy? Ha? À, dễ mà. Diễn viên phải không? Trời, nhớ rồi. À, anh đóng nhiều phim lắm nè đúng không? Trời. Trời, em nhớ mà. Mày nhớ không? Cái chuyện đó nhớ không? Cái rạp đó đó, mày nhớ không? Thì đó thì cái bữa đó đó. Hay. Phim gì vậy? Khoan, phim gì? Thì cái phim Thằng Lên. Thằng không. Phim gì? Người nhà anh. À, không sao đâu. Thật ra tất cả những tựa phim mà mấy cô vừa nói gì rồi á, tôi đều tham gia hết á. Ủa gì hả? Vai gì? Quần chúng không thoại. Hèn chi không có nhớ rõ. Sao á? Thầy dạy học đó, nghiêm túc đàng hoàng lại. Tụi bay á, không có được tỏ thái độ vậy. Thầy. Hả? Thì dạy đi. Thì dạy đi, thầy đứng đó làm gì? Thì dạy đi. À, thôi mọi người bình tĩnh đi, không sao đâu. À, thật ra cái chuyện mà để làm thân ngay trong sáng rất đơn giản thôi. Bởi vì trong chúng ta ai cũng đã từng trải qua cái thời mà cấp sách đến trường, có những cái lưu bút ngày xanh đó dưới cái phượng hồng đỏ thắm, đúng không mọi người? Không. Không biết. Tại sao mà không đúng được? Tuy mọi người là vũ nữ. Cái đó phản ứng đó là đồng ý thầy, biết thầy. À, thì tuy mọi người là vũ nữ. Lại đồng ý. Và tiếp theo, nó đi tìm đạo cụ nó diễn. Wow, con bé rất là có năng khiếu. Nó tìm đạo cụ nó hỗ trợ đó thầy. Tiếp đi thầy. Vậy sau đó nó làm gì nữa? Tuy mọi người là vũ nữ. Lo thầy. Ôi, quá sao mày làm gì quá xa vậy con mày kia? Thì tôi không có thích ai kêu tôi bằng vũ nữ. Ủa mày mắc cười quá, mày làm vũ nữ thì người ta kêu mày là vũ nữ chứ mày thích gọi là vũ gì? Bây giờ kêu tôi vũ mùng vũ chiếu cũng được, đừng kêu tôi là vũ nữ. Cuộc đời mày chỉ biết vũ mùng vũ chiếu thôi hả con? Quá xin lỗi ông. Lỗi gì lỗi phải gì mà xin? Mày thì... thầy ơi, thầy dạy tiếp thầy ha. Không có dạy gì á, đi về. Mày nghe chưa? Một tiếng đồng hồ 5,000 có thôi nghe chưa? Ta không biết mày làm sao mày làm, ông phải ở lại đây, ông dạy cho mày cho bằng được. Má. Nha. Còn nếu không hả, mày trả tiền tao đây, tiền mà ba mày cấn nợ vô đây đó. Ha, đừng muốn làm cái gì làm con, nghe chưa? Bực bội à. Trời. Quánh có một xíu máu đổ dữ vậy. Nguyên chai vô đầu người ta đó chút xíu. Chai tôi bể mà. Mà đầu tôi bể rồi. Thôi, xin lỗi đi. Lỗi phải gì? Anh dạy đi. Không có dạy nữa, đi về, mệt rồi. Tôi biết mình hơi quá đáng rồi, bây giờ anh cứ dạy đi. Tôi nói tôi không dạy nữa. Nhưng mà nếu mà anh không dạy á, anh thấy không, má làm khó tôi nữa. Cái đó chuyện của cô, không phải chuyện của tôi. Nè. Cái này chuyện của tôi. Ủa? Này là hết giận rồi hả? Vô học đi. Ồ, học liền luôn hả? Học liền đi, mấy môn này học lẹ. Trời ơi. Ơi. Ơi còn cái đầu giờ máu không vậy giờ. Ôi, sao? Ơi nhầm nhò gì ba chuyện nhỏ. Vô học đi. Học gì? Bây giờ chúng ta sẽ học tiết đầu tiên. Cô cần phải là hả dịu dàng nít na. Làm theo tôi nè. Gì? Cô mặt xuống. Khi tôi nâng cầm cô lên, mắt cô chớp. Chớp đèn pha chớp dữ vậy. Chết không nhắm mắt hả? Là cái gì làm lại? Dạ chào anh. Cần ánh mắt này nè. Là sao? Đúng rồi, cô diễn được rồi đó, thần thái đúng rồi đó.
Ủa là tôi diễn được á hả? Được, được rồi. Anh khen á hả? Khen đó. Bây giờ chúng ta qua bài tiếp theo là về phương diện hình thể. Trời ơi, cái này trời ơi, thích học rồi nha. Bây giờ hình thể là sao? Bây giờ cô hãy tưởng tượng tôi là mối tình đầu của cô. Cô ôm tôi đi. Mối tình đầu? Ôm tôi mối tình đầu của cô vậy đó. Rồi, hiểu rồi. Cô đi đâu vậy? Lấy chớn á, lấy mắt chớn á. Tại vì tình đầu này nó ấn tượng lắm, sâu sắc lắm. Ok, sẵn sàng rồi. Sẵn sàng. Cô từ từ. Anh, sao ổn không? Sang chấn tâm lý. Trời ơi, xin lỗi nha, lăn hơi lố hả? Dạ. Có sao không? Bài này mới phát sinh ra hả? Có sao không vậy? Không sao đâu, cô không anh sao ổn được hả? Quan trọng cô không sao thôi, không rồi, sao ok đâu. Ok. Nói nghe nè, sao cái mối tình đầu của cô đau đớn như vậy? Đâu có đau đớn gì đâu. Tại diễn lại với anh mới đau vậy á. Chứ tình đầu của tôi là dễ thương lắm. Lúc đó là tôi chỉ mới có 10 tuổi thôi. Tôi với cái bạn đó là chơi thân dữ lắm. Sao là mỗi lần gặp nhau là chạy lại ôm nhau, cái dắt cục đá té lăn trên cỏ vậy đó. Lăn trên cỏ? Chắc cô yêu nhiều lắm hả? Đâu yêu ai đâu. Chẳng lẽ trải qua biết bao nhiêu người đàn ông cô không yêu ai hết? Không. Con người ta mà phải yêu một ai chứ. Làm sao không yêu được? Tôi đang nói không rồi mà. Nhưng mà chẳng lẽ trong cuộc đời cô không yêu một ai? Anh làm gì anh căng? Tôi nói không yêu ai là không yêu ai, đừng có hỏi nhiều nữa. Thôi cho tôi xin lỗi đi. Thôi bây giờ qua bài tiếp theo đi. Bây giờ chúng ta phải lấy lòng đàn ông. Mà cách lấy lòng đàn ông tốt nhất và nhanh nhất chính là nước mắt phụ nữ. Cô biết khóc không? Tôi nghĩ chuyện gì dễ lắm, kỹ thuật là dùng chai thuốc nhỏ mắt gì nào, thấy không? Cứ nhỏ hết chai luôn, cái nước mắt đầm đìa. Cô không thể khóc giả gì được. Cô muốn khóc á, mà muốn lấy lòng người ta được, cô phải khóc từ bên trong. Cô phải nhớ lại đi, cô coi cô từng trải qua những chuyện gì đau khổ trong cuộc đời mình chưa. Mình khóc thật đi cô. Không có. À, thì tôi ví dụ nha, giống như ngày xưa gia đình của cô, ba mẹ sống chung mà không hạnh phúc. À, ba mẹ cô bỏ rơi cô. Anh nói gì vậy? À còn không vậy nè, giống như là cô lớn lên đi làm cái má mì, đối xử tệ bạc với cô. Nói nhiều quá. Hay một người đàn ông nào đó là chà đạp cô, coi thường cô, khi dễ cô, xem thường, đối như là lăng mạ cô. Không có. Anh bị cái gì vậy? Tới đây dạy thì dạy đi. Anh nói gì lung tung vậy? Tôi nói cho anh biết nha, tôi là người có cha có mẹ đàng hoàng. Cha của mẹ tôi rất là hạnh phúc. Tôi cũng không bao giờ mà bị bán vô đây hay là bị gán nợ gì ai hết á. Má mì ở đây, những người ở đây rất là thương tôi. Họ không bao giờ mà ép tôi tiếp khách hay làm bất cứ cái gì hết á. Nói chung là những cái người đàn ông á, họ tới đây là họ không bao giờ họ khinh thường tôi. Họ... Đừng nói nữa. Có anh đây rồi. Đừng có mà tỏ vẻ thương hại vậy. Đói bụng không? Ăn bánh mì nha. Mù tạt. Tại sao anh biết cái nickname này? Cái này là chỉ có một người biết thôi. Thì tại sao anh biết? Không lẽ... Đúng vậy. Không lẽ anh là... Thì wasabi diễn cả tiếng Việt là mù tạt đó. Trời ơi, trời tức á. Trời tức quá. Ai mượn dịch ra làm chi? Tôi nói anh biết nha, từ đây sắp tới đừng có dịch ra, cũng đừng kêu tên mù tạt trước mặt tôi nữa. Mù tạt, anh ớt chuông nè. Chuyện anh vẽ gì anh chọc tức tôi. Rồi anh còn nói tên gì mù tạt ớt chuông. Ớt chuông là sao? Ai cho anh cái tên này? Tại sao anh biết? Ớt chuông là thằng nhỏ ngồi dưới gốc cây lúc trời mưa. Ba mẹ nó gây lộn. Nó sợ hãi. Nó bỏ chạy ra công viên, nép dưới gốc cây. Rồi có một con nhỏ chơi thân với nó. Đưa nó cây dù. Rồi đưa nó bánh mì. Nó xin ăn một miếng. Mày dứt hết nguyên ổ. Đôi quá mà. Đúng là anh ơi. Mù ta. Ớt chuông. Ớt chuông. Ớt chuông là anh hả? Anh nè. Trời ơi, đúng thiệt là anh rồi. Anh vậy thì thành công quá, không có nhận ra. Hồi nhỏ xấu lắm mà. Em cũng vậy. Hả? Em cũng vậy thì rất thành công mà. Ừ, vậy thì không có. Cái này là em sửa. Sửa gì? Sửa xíu thôi. Cái này là sửa đây xíu, đây xíu, đây xíu, đây xíu thôi. Có xíu à. Là sửa hết cái mặt luôn hả? Không sao, không sao. Chỉ cần cái nết em không sửa là được. Anh đó nha, anh quá đáng lắm. Chơi thân với anh lâu như vậy á,
mà tự nhiên 15 năm trước anh bỏ đi, anh không nói một tiếng là sao? Tại vì 15 năm trước, sau cái ngày hôm đó, anh cùng với mẹ anh định cư ở nước ngoài, không kịp nói cho em biết. Vậy tự nhiên bữa nay về đây làm gì? Anh tìm em, anh tìm em để đưa em đi. Đi đâu? Đi những nơi chúng ta cần đi. Đi đâu trời? Đi đi. Thôi. Tại sao vậy? Gặp nhau đây là vui rồi, bây giờ anh đi về đi, tôi còn phải đi nữa. Em đi đâu? Thì đi làm. Không đi làm được không? Không đi làm anh nuôi tôi hả? Ờ, anh sẽ nuôi em. Anh nuôi anh trước đi. Nè, hồi nãy anh nói anh nuôi tôi, có thiệt không vậy? Thiệt. Anh không được gạt tôi đấy nha. Đã nói thiệt rồi mà, chỉ chờ em thôi đó. Ức chuông. Mù tạt. Ức chuông. Nè, bây giờ anh hứa với em là anh không bao giờ được bỏ đi nữa nha. Anh hứa, dù có đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em. Anh nói thiệt không? Thiệt. Trời ơi, Ức chuông ơi, em hạnh phúc quá à. Sao, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Má ơi, má, má thả con ra đi má. Má, thả con ra, thả con ra. Cái này diễn này thật là tinh tế. Nhưng mà má cũng đã xem rồi. Dạ. Mày muốn ra khỏi đây, trả liền cho tao 2.050.000 đồng chẳng. Gì? Trả. 2 tỷ là nghe quen nè. Đúng. Còn 50.000 là sao? Trời đất ơi, bữa hỏi mày ship đồ mày không có tiền đó. Má mua ra má trả cho mày đó con. Trời đất ơi, con làm với má lâu như vậy mà má tính toán như vậy với con luôn hả má? Trời, má quá đáng lắm nha má. Cái gì hả? Tao nói cho mày nghe nè, má con thì má con, nhưng mà cái nợ nần phải ra nợ nần đúng không? Có nợ phải trả nợ, là quân tử mà. Trả đây. Phải trả hết cho má tao mới đi được. Trả. Tiền đâu trả? Sao mày nói trả? Thì cho trả góp đi. Không cần trả góp đâu, trả tiền mặt luôn đi. Ai trả? Anh trả. Gì? Tao cọc nha. Không, bỏ bánh mì này cho wasabi. Tiền má đâu? Trả. 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 Anh ơi, cha má, tôi em. Kể từ ngày mẹ mất, cha có quan tâm gì tới con không? Cha có biết con muốn gì, con cần gì, hay đam mê của con là gì hay không? Cha cứ đắm chìm vô rượu chè. Ngày đó, nếu mà cha không bỏ mặt mẹ trong cơn lũ. Mày im đi. Mày là con nít thì mày biết gì chuyện người lớn. Chỉ cần biết tao là cha của mày, nói mày phải nghe tao. Ở yên trong nhà cho tao. Con không thể nào sống trong cái ngôi nhà ngột ngạt này được nữa. Con phải theo đuổi đam mê của con. Con muốn được làm chính mình. Đứng đây. Bước vô nhà. Cha biểu mày bước vô nhà. Nếu như ngày hôm nay mà mày bước ra khỏi căn nhà này, từ nay trở đi, đừng kêu tao là cha của mày nữa. Mày đi luôn đi. Còn những cái là con Tiến bỏ nhà đi luôn mấy năm trời, đi theo ước mơ gì đó, giờ nổi tiếng luôn. Nó nói giờ làm được lại show nữa chứ. Lặn lội mua 2 cái vé đi lên đây coi. Chớ nó quá. Mà đi kéo bày kéo lũ chứ điên mình sợ nhũng. Đủ theo bạn già. Coi đó, mệt quá nằm thiêu thiểu ngủ. Xách xe chạy bỏ tôi đâu mất tiêu. Hùng ơi, Hùng ơi, Hùng, Hùng ơi. Hùng ơi, bỏ mình chung lớp chung đôi. Thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi. Ngày món nào chưa vay, chứ trả cho thầy. 10 năm háo giấy, biết mòn bàn tay. Bàn tay hư hỏng, bàn tay hư hỏng. Bắt quá bàn tay hư hỏng. Bàn tay hư hỏng, tự nhiên tiêu điểu ngủ ngay. Bàn tay xách xe chạy đâu. Bỏ tôi giữa mình Sài Gòn quá lệ, sợ chết luôn. Mua cơm trong ăn nè. Quăng. Trời ơi, ăn đi. Lai xô con cái tới nơi. Ăn uống cái gì? Mua cơm gì vậy? Nói không ăn mà hỏi mua cơm gì dạ. Thì hỏi coi coi có đúng cái món mình thích không. Yên tâm đi, tôi biết ông thích ăn cá lắm. Cho nên tôi lặn lội tôi đi coi mấy cái tiệm cơm đó để tôi mua cho bằng được tép trang. Thôi, không ăn đâu, không ăn, ăn không có nổi. Ăn không có vô. Ăn đi. Ăn không có vô. Không vô, vô đây. Trời đất ơi. Ăn tiệm ngon quá. Đủ theo không có làm được tích sự gì hết. Một ngày ăn 18 cử.
gì giữ thằng gì? Ở giữ nó thằng gì? Trở lại xô con gái tới nơi rồi. Mà thiệt luôn á, nôn nóng gần chết, làm sao mà ăn được. Nhớ nó quá mà. Dù sao thì nó cũng là con của mình, bỏ sao được ông. Giận thì la một hai câu đó thôi, chứ trời ơi, con mình mà làm sao bỏ được. Đúng không? Tôi nói gì ông thấy? Nằm như liễm vậy đó. Ngồi lấy chạy coi. Làm gì vậy? Thì ngủ chứ làm gì. Ngồi nói chuyện với ông nói dài thòn nói đâu lại đâu. Phải gì? Ôi nói thiệt với ông, bực tâm lắm á. Đi tới đâu là ngủ tới đó. Ôi mấy bữa nay lo lắng cho nó, khó ngủ gần chết vậy. Biết phải rồi. Nói là ngủ liền đâu. Biết rồi, không ngủ đâu. Biết ông khó ngủ mà giờ ngủ như chết rồi nha. Ngủ ra ngủ như cái lúc gì ta vậy? Nằm thiếu thiểu. Nằm thiếu thiểu thôi. Thiếu thiểu thôi nha. Thiểu thôi. Nằm thiếu thiểu, ngủ thiểu. Ngủ chút xỉu nha. Thiếu xỉu đâu, ngủ khó ngủ lắm. Khó ngủ biết mà. Còn ngáy nữa. Dậy đi trời. Tại cái mền. Cái mền sao? Cái mền có để thuốc ngủ ở trong nè. Ừ, ghê vậy. Vậy coi chứ sao. Dùng ly cái buồn ngủ liền luôn vậy đó ông. Phải không? Bỏ cái mền qua. Bỏ mền. Thầy ráng chừng mắt ra tôi nói chuyện với ông. Đúng rồi. Không có ngủ nghe gì nữa hết. Không ngủ nghe. Tại sao ông? Ông lên đây là ông giúp tôi. Được. Thì đáng giúp cho chót nha. Biết rồi. Yên tâm đi. Phải giúp chứ trời. Mình là bạn bè dưới quê mà. Ở gì? Khi mà anh em mình lên đây. Ngủ rồi. Mỗi lần như một. Mũ mỹ đâu? Mũ mỹ, mũ mỹ. Ác lần nào cũng muốn đi găng hàm mặt hết á. Mệt mỏi quá đi. Rồi ăn cơm đi. Tan cái tỉnh luôn, đói luôn đó. Ấy hả? Ăn miếng cơm. Ăn cơm đi. Ăn cơm. Đi xin bịch canh. Ủa, xin bịch canh chi? Thì ăn chứ trời hỏi biết nói gì cho vui. Thôi anh lẹ lẹ, cẩn thận. Ở đây lừa gạt cười lắm đó. Thôi, thôi, rồi đã rồi. Sống ở đời biết trước biết sau, thấy người hoạn nạn phải luôn cho tiền. Anh em như thể tay chân, chân thì không có phải dùng cánh tay. Trời ơi, kìa. Thấy người tàn tật phải thương, chứ đâu đứng đó tụi bay giễu cười. Giễu cười tao không mắc cười, tao chù hai đứa diễn hài không vui. Có nhiều cho tiền. Đúng rồi. Không có giận thì mấy cái vui được. Giận này cần chết luôn á, chứ đừng giận. Cảm ơn. Gì ngắn ngủn ngôn thơ. Phải nghe nè ông anh ơi, thiệt tình là không phải là giễu cười ông anh đâu. Trời ông mà ông anh bị gì vậy? Ông anh nhìn gì chạm cho ông anh. Ê, ê, tôi thấy mày nè. Trời, thấy gì vậy? Đi xin ăn mà kẻ mắc nước. Cái đó là nước mắt không nội. Ủa vậy hả? Nước mắt người ta. Ủa vậy ha? Sao vậy? Sao buồn vậy? Sao buồn? Buồn làm chi em ơi, hết duyên phần cũng lơ làng. Tiếc một đời sơ sát ngỡ ngang, truyền tình trái ngang 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 ngang. Đấy. Ngang. Trời ơi, không biết chuyện tình trái ngang sao mà cái độc nó ngang dữ ha. Vậy là cái kiểu này là bị thất tình nè, đúng không? Chứ sao? Sao? Cũng vì lưỡi dịch xa bô, bù vô táp táp nuốt luôn cái lưỡi mình. Ôi, trời ơi. Thôi nghe nè, thôi tự lặng, tự chịu đi nè, đúng không? Đâu có bệnh hoạn gì đâu. Bệnh hoạn rồi, ông anh ơi. Tôi nói thiệt, tụi tôi cũng khổ lắm. Thôi, không có tiền cho ông đâu. Không có tiền đâu nha. Có tiền mà không chịu cho, tao chù lần nữa diễn hoài cũng không vui. Không phải không vui. Bước lên đây. Bước lên đây. Ông diễn tao là tao.
ác nhân, ác nhân kìa, cái lưỡi dịch sao bô nằm ở trong đó. Mày đá đi rồi sao tao nói được? Nói được. Nói được đâu? Nói được. Ủa sao không nói luôn? Để cái má vô người ta nghĩ mình khổ thiệt. Ủa tiền gì khổ giả hả? Khổ thì khổ, cho nó tăng cái level khổ lên. Ồ ổn anh ơi, thấy gì cái bệnh hoạn người lắm anh ơi. Có thấy bệnh hoạn gì đâu, thấy còn được còn khỏe mà. Thấy bên ngoài thôi, nhiều khi mà trời ơi, trời ghê hả, như bất biên vậy. Bệnh lắm anh ơi, bệnh này phải có tiền mới trị được. Làm gì có chuyện đó. Chẳng lẽ phải nói một lần nữa. Anh không tin, để tiền thử đi, nó khác lắm. Thiệt thử coi, để vô đúng rồi. Điểm đó, cho tiền đi. Trời trời trời, cảm ơn. Trời ôi, về lại cố chủ hả? Bật đi. Ôi gì hả? Ôi, ghê vậy. Ôi. Mập lắm, làm gì không có được. Trời. Ê, nhìn đi như gà cún mà không có cặp giò. Nè, đó tôi gửi nghe. Trời ơi, hay quá, hay quá trời. Nói chứ cảm ơn hai mạnh nha. Làm gì làm đi. Đi về, về nhà ăn cơm vợ con. Sáng giờ đi làm mệt quá. Đúng rồi, đi. Tôi phẻ đi. Trời ơi, nói nghe nè, bọn gì rồi chừng nào tới nhà? Nhà ở đâu vậy? Không được, nhà gần đây lắm. Nhà? Bước qua cái tới hả? Bước qua đâu mà tới? Bước qua cái tỉnh là tới. Bước qua cái tỉnh cái tới rồi nhắm bước gì dưới còn tỉnh không? Tỉnh sao không tỉnh? Về tới nhà mới hôn mê. Được, tôi lo được mà. Được không? Lo được. Trời ơi. Thôi giúp đi, giúp đỡ đi. Đỡ. Thấy thương không? Giúp đỡ cho. Xe đó. Cái gì? Sao hả? Không phải là tỉnh. Được. Không lên. Ẩm lên. Cái gì? Ẩm. Cái gì? Lui lui một cái thì tỉnh. Đây nè. Nha. Lui đó ra. Xe ra nặng quá đi nè. Đó. Ghê à? Đúng rồi. Được không lên, ẩm không lên. Không có tống ba được đâu, tống ba vậy là bị vi phạm pháp luật. Xuống đi. Chết rồi. Xuống đi. Đó, hỏi lần này không? Nghe nè, để mượn xe về ăn cơm cái xíu quay lại trả. Đi lẹ. Khoan. Đi xe mà không đợi nó mạo hiểm ngoan bắt chết. Trời. Được không? Cởi nó vô đúng luật đàng hoàng. Đảng toàn nghe, thượng lộ Bình An nghe. Trời, đi nha. Đi. Vậy vợ con đi. Đi nghe, vậy. Ôi, thấy thương quá. Ôi, chết rồi, mà thương người ta rồi ai thương mình. Trễ giờ đi coi lấy số, gom đồ bỏ lên xe đi, lẹ đi. Đi rồi, bỏ lên xe. Để coi kiểm tra. Làm gì vậy? Dạ, hầu đồ. Làm gì có chuyện mất, đó đề số đi rồi. Mất đâu, còn quá à. Trời ơi. Yết tình luôn. Cũng do ông đầu óc mụ mị không có nhớ gì cả. Dạ, không có nhớ, ghê lắm mà. Dạ, không có nhớ, ghê chứ. Không sao. Mất chiếc xe, về quê mua chiếc khác. Hả? Còn tiền. Đi xe buýt lại đó. Lấy tiền xe buýt. Mất luôn cái bóp rồi. Trong cái bóp nó có tiền nè, nó có giấy tờ nè, và quan trọng là nó có cái cặp vé đi coi lấy xô. Chết rồi, bây giờ mất tiền cũng được, mất giấy tờ cũng được, mà bây giờ mất xe thì xe đâu mà đi đây? Coi xe đâu? Có xe đâu? Cũng may mắn sao? Đâu? Nó để lại chiếc xà lan 4 bánh. Đỡ lắm đó. Xe này rồi sao đi? Kệ nó, tà cũng được. Thôi ơi, đi lẹ đi. Đi lẹ đi. Thôi đi lẹ đi, trời ơi, đi lẹ đi, ông bà ơi. 45kg, cao 1m5 nhưng lại sáng làm tim em hết chỗ. Thầy bói đã nói rồi, cưới em về nhà là đời anh hết khổ. Cầu trời anh trúng số để anh rước em liền. Vì cái tính em hiền, yêu
được em thì là miễn phí, nhưng thổ lộ bằng miệng là phải tính thêm tiền. Cuối năm qua nhà em nghèo tí, em muốn anh mang trầu cao. Má em cũng dư ân rồi, vậy giờ ý anh yêu sao anh ơi. Hai đứa năm nay làm ăn đàng hoàng, qua năm mới ta xây nhà cao, xong ta đi hết năm châu rồi, thôi mình về Tiền Giang, Long Xuyên, Cần Thơ. Cảm ơn với anh nhiều nha. Em nói nghe, bữa nay live show chị diễn ra hả? Trời, khán giả lại đây coi chị quá trời luôn kìa, thích lắm nha. Khéo mồm khéo miệng. Thôi vô chuẩn bị đi chị. Rồi. Hãy vô chuẩn bị nha. Lo sắp xếp cho tôi nha. Mấy chị ơi, vô đây giùm em, cái mình chết dây xác mình vô trong nha. Mấy chị rắm ơi. Hay vô. Ê, ây da. Ây da, năng lượng dữ vậy anh. Ủa còn ai nữa không vậy? Còn tụi tôi. Dạ, chào chú. Chào cô chú. Cô chú đi đâu vậy? Đi coi ráp. Coi ráp chồng hả? Coi ráp. Trời ơi, nó là đây trẻ trẻ mà cô chú đây không có hợp đâu. Khi dễ ha. Nè, rapper đợi đầu nha. Rapper đợi đầu hả? Đặc sản quê tôi, nem Lê Dung. Tặng con hả? Tặng á. Trời ơi, quý quá, nghe món con thích nè. Thích dạ, nhúc nhích vô. Ê, khoan, được. Thông cảm đi. Chương trình trong chuẩn bị là phải có tên trong danh sách mới được. Thông cảm với con không có cho vô được đâu. Tôi xin chú mà. Con nói không có được mà. Tôi xin chú mà. Con nói không có được mà. Xin chú mà. Không đâu. Xin Giang xin. Xin chú thương tình cho vô. Vợ chồng già mê ráp đã lâu, ngày hôm nay ổng còn bị ho gà. Họ ra nguyên con gà. Mình ơi mình đừng ho nữa đi. Nhưng bỗng nhiên tôi đây lại thèm ho. Mình ho hoài là đi cách ly. Nếu cách ly sẽ không hỗ trợ cho thằng Thi. Hiểu cho tôi. Con còn thấy trời, thấy cô chú như thương chú bệnh tôi nghèo quá trời luôn á cô. Mấy cô vô nha. Cô vô hả? Dạ cô vô. Ồ, thương đây mà sao cho đây vô? Dạ. Vô. Phải, chú bị bệnh mà chú bị bệnh, chổng nhạc sôi động rồi nó đánh sôi sùng sục chín con gà của chú luôn đó. Nó đúng đó, mình nằm đây đi, để mình tôi vô được rồi mình. Đâu. Hai đứa mà có một thằng vô. Thì mày ráng nằm đi, coi ráp xong tao ra tao kể liền. Trời, ráp mà nó kể sao hiểu đây. Nhưng ở trong nó con của tao. Coi con chung đi, cho con chung cho vô chung. Không có được mà, nó con của tao. Tao đã nói 6 câu rồi mà sao mày không hiểu. Nằm đó đi để tao vô. Ai đào sao cầu trời, ai đau trong lòng mà ai không quên bạn, ai sầu tình chung ngồi nhớ à, nhớ mày mình chứ nhớ ai. Tôi vô trong mà tôi ngồi cái người ta tôi nghe lạ lạ hơi rồi. Tôi cũng nhớ mình, tôi chịu không có nói. Dạ, bây giờ không muốn nói gì hết. Ok, động lòng. Vô đây. Vô. Ủa mà khoan. Thôi vô chi bất công, tại vì hồi live show diễn ra đây luôn. Ủa gì xét vé anh chị? À, xét vé vô trong chụp ảnh lưu niệm thôi hả? Thôi không vô đâu. Mọi người ơi. Xin chào tất cả mọi người đã có mặt tại live show của chị Ruby. Trước khi live show diễn ra, chúng ta sẽ có một cái thử thách nhỏ nhỏ để làm nóng không khí ha. Thử thách đó chính là ai sẽ là người thể hiện sôi động nhất và ấn tượng nhất, được nhiều người bình chọn nhất thì người đó sẽ được chiến thắng. Phần thưởng đó chính là cặp vé giao lưu trực tiếp với chị Ruby. Hấp dẫn chưa nào? Phần biểu diễn đầu tiên đến từ nữ rapper Sukana và nam rapper Tâm Kê.
Yêu em cũng như là ăn cá, nên lâu lâu anh cũng bị mắc xương. Coi vậy chứ dịu dàng mà đánh đá em hành anh quá cũng bởi vì chắc thương. Hôm ấy anh nói với tía má là qua mùa dịch anh qua giấc em luôn, mà vớt vớt luôn nhạc cụ nhạc mẫu đưa về một nhà để cho đỡ buồn. Yêu em không cần nhắc nhở nhiều như nhạc chờ cài đặt Blue Zone. Một thông tin truyền thông y tế đề nghị cài đặt Blue Zone. Khúc này là hát nhạc chờ, bây giờ chuẩn bị qua tới nhạc chính nè. Rồi bây giờ xin mời ai nè, ai có thể bước ra so tài với anh Tâm Kê nè. Rồi, bây giờ ai bước ra so tài với anh Tâm Kê, bước lên một bước. Chúc mừng cô chú rapper đời đầu. Xuất sắc. Cô chú chấp nhận so tài với anh Tâm Kê và chị Sukana. Không có. So phần thưởng hấp dẫn lắm đó. Một cặp vé giao lưu trực tiếp với chị Ruby. Chơi đi. Chơi. Đang giúp tao đi. Một. Tao lại. Hai. Đáng ba. Tao... Action. Đi đi. Bình minh sáng tươi, quê anh ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lại ngang nghiêng cành lúa trổ bông. Bờ đi đồng sương ướt mưa, trời xanh dần nhờ chim ca. Liễu lo tung tăng nắng mai chan hòa. Mời em về đây thăm quê anh, nơi bình yên mang tên Đồng Tháp. Anh lớn lên nhờ cánh đồng xanh và có tình người miền Tây ấm áp. Em có thấy thương nhiều không, cái cuộc sống ở làng quê nghèo. Tình làng nghĩa xóm đậm đà thủng hòa như là tô bún nước lèo. Đây là dòng sông quê lúc nhỏ anh từng văng câu. Xa xa kia là đồng cỏ, anh cùng đám bạn chăn trâu. Sáng sớm anh đi ra đồng một cua bắt ốc sau nhà anh bo. Tối về mình đem áp xả rách cây đằng cùng giờ nhậu vừa có. Mời em đến thăm quê anh mùa lúa chín thơm rộn ràng. Tiếng hò lơ ngày vui gàng hái rền vang. Đẹp áo bà ba trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh. Cắn nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Giữa thành thị đẹp xa qua anh đưa em về hướng gió miền Tây. Nơi mảnh đất bạc ngàn ruộng đồng chỉ nhìn thoáng qua là mến liền ngay. Em có thích hay là không cảm giác nhịp nhàng như cánh cò bay. Ngọt ngào, sự trong lành không ở đâu xa chỉ có tại đây. Anh là trai miền Tây, một đứa con của sông nước. Biệt danh anh Tư Bảo Bảo, một cái tên thật hài hước. Cuộc sống qua đồng giản dị, có âm nhạc là cùng bước. Chỉ cần em gật đầu cái đùm, anh phi châu tận nhà anh rước. Ơi hò ơi, hò ơi, ơi hò ơi. Anh mời em ghé thăm chỗ này một lần. Mời mời em về quê anh, có tiếng ca đậm tình, tiếng ca triều mến đậm tình quê hương. Rồi, quá tuyệt vời cô chú ơi, quá tuyệt vời, không hổ danh là rapper đời đầu. Ai bình chọn cho chị Sukana và anh Tâm Kê hả? Và ai bình chọn cho cô chú rapper đời đầu ạ? Quá rõ ràng, mọi người bình chọn cô chú rất là nhiều. Việc đó đồng nghĩa với việc là người chiến thắng đó chính là anh Tâm Kê. Xin chúc mừng Tâm Kê và chị Sukana. Đó, vâng, phần thưởng của anh chị đó chính là cặp vé giao lưu trực tiếp với chị Ruby. Đây, xin chúc mừng anh chị. Chú dạ, dạ. Chú anh. Dạ. Hai đứa tôi hát đặt cổ vũ quá mà không được nha. À, cô chú thông cảm đi. Anh Tâm Kê, chị Sukana nổi tiếng. Với lại cô chú đến đây vậy là vui rồi. Ha, không sao hết á. Dạ con chào cô chú ạ. À. Dạ chào cậu. Dạ, cho à. Con xin nhường lại hai tấm vé lại cho cô chú ạ. À. Ủa sao vậy? Cậu thắng mà. Dạ thắng thua không quan trọng đâu ạ. À. Nhưng mà cái con thấy được ở cô chú là đã lớn tuổi rồi, nhưng mà vẫn thích và vẫn thể hiện được cái thể loại nhạc rap của tụi con quá xuất sắc. Cho nên con thấy cô chú đáng được nhận hai tấm vé này hơn. Mong cô chú nhận cho con mừng ạ. À. Trời ơi, cô nè, thương con ghê không? Cảm ơn anh Tâm Kê. Xin chào tất cả mọi người. Ủa, chị đưa bên. Chụp hình, đi qua chụp hình với nhau đi. Mọi người, chờ chút đã. Cô chú ngoài chụp hình với con. Cô, đi cô.
giữa sanh và tử, cha chỉ có thể chọn một: cứu con hay cứu mẹ con. Hai mươi mấy năm rồi, trong đầu cha vẫn còn văng vẳng cái tiếng gào thét là: mình ơi, tôi bệnh nặng lắm, không sống được lâu nữa đâu. Con của mình á, nó còn cả cuộc đời, cả tương lai, mình cứu nó nha mình. Ngày hôm nay cha đến đây á, là để chỉ mong một lần nhìn con trưởng thành thôi. Chúc mừng con. Chị biết chuyện gì chưa? Thật ra tôi xuất hiện trước cho khác với số đầu thì có gì trơn trời. Dạ cảm ơn bà chị đã làm thay đổi mà không vui lắm nha bà chị. Nó nghe nè, vậy mày mới đâm tao nhát nữa đó. Để người ta giới thiệu cho nhân vật. Dạ dân, dạ chào mừng tất cả mọi người đến với cái xóm này. Dạ tôi là ông già, đây là bà dì em bà già, và bà già là bên này. Rồi có chuyện gì nói tiếp đi quý vị. Năm mới mà buồn quá à. Sao buồn nữa? Năm nào Tết đến xuân về, mở mắt ra mới dọn mâm bánh mứt ra ăn, xong rồi bánh chưng bánh tét ăn ngập mặt cho qua cái Tết ngày này tháng nọ. Ít ra Tết tới là nhà cửa phải thay đổi trang hoàng chút xíu, hiểu không? Ê bây giờ tôi muốn học thêm mấy cái nhà tri thức đó. Năm mới cái tiện treo mấy câu liễn câu đối cho mình nhà hên lên, hiểu không? Đúng rồi. Mà ngặt nổi không có biết viết sao cho hay. Ê để tôi cho bà mấy chữ nha. Chữ gì? Minh dự. Gió bất về xác xơ những bụi. Tết nhất ra thằng đó nghiệp chướng cả nhà nghe không? Có ai giúp tôi viết chữ không nè? Có ai giúp bả không kìa? Tôi... Trời trời, đỡ ché cái tấm liễn của nhà tôi là trời hả? Trời ơi trời, tấm ai chơi kỳ... Tấm liễn nhất của tôi treo lên mà ai xé mất tiêu qua tấm liễn bốn chữ của tôi nè. Trời ơi, ai chơi kỳ vậy? Bà diễn xạo vừa có chữ nào đâu mà xé không biết. Mày ngu quá à. Mày phải nhìn. Mình phải nhìn bằng cái tận trái tim mình, mình mới thấy chữ. Tình tâm mới thấy chữ hả? Ừ em. Ở trường người ta có dạy đến nguyên tưởng tượng đó em. Dạ hả? Rồi được rồi, bây giờ bốn cái chữ của bà là chữ chị gì nói vậy? Chuyện mà không ai hiểu hết trơn. Đâu nguyên tưởng tượng. Kệ chị. Thôi giờ được nó nghe này, viết chữ gì chưa? Mà tiếc nuối dữ vậy. Bốn cái chữ tôi đến gì? Một lát nữa mới viết làm treo lên. Chữ gì? Mà nó rách rồi. Chữ gì? See you again. Tết mà viết chữ gì kỳ cục vậy bà? Thì đó, see you again. Xé lần này xài lại lần sau á bà nội. Ủa chứ cái chữ đó là trời, không phải lộn rồi, cái chữ đó là cái gì? See you again đó là bà tính treo ở đâu? Tôi tính treo trong nhà mà lộn phải chữ đó. Chữ gì? See you again là treo đít xe. Xe đụng mà chết à chứ. Ủa chứ cái chữ đó nó phải là xin đừng hôn em hả? Hey, see you again kêu đít xe là đụng tôi nửa đi đó bà. Trời đất ơi. Trời ơi vậy? Tết nhất hai bà nói chuyện gì đâu đụng này kia nọ không à. Có cái chữ nào Tết để viết lên cho đẹp không? Cho bà mấy chữ đi kìa. À, bốn chữ hả? Chữ gì? Bà già bị mập. Chị cũng viết bốn chữ tặng qua nhà em. Chữ gì? Mập đè răng hô. Tôi cũng nói lại bà. Chữ gì? Răng hô cặp mập. Cặp đi, cặp đi. Thử cặp đi, 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 cặp lần nữa coi. Ủa sao dài quá vậy? Bốn chữ à? Mày ráng lắm, mày khoái làm tùm lum lắm. Hai bà nha, thiệt luôn á. Bốn chữ thôi. Bốn chữ hả? Thôi bây giờ mình để bốn chữ cho ba đứa mình luôn đi. Chữ gì? Nói hoài hồi nhây. Đó, đúng rồi ha, được. Nhây lắm.
Thôi bây giờ này vô thẳng vấn đề đi. Bây giờ bà muốn là kiếm ai để viết mấy cái chữ này cho bà đúng không? Thì kiếm ai đó mấy... Tôi có luôn đó. Trên xóm trên luôn đó phải không? Biết hay vậy. Biết hết á. Bởi mấy người nhỏ nhỏ lên xóm trên ở hết. Bà cô quanh Kim Sơn mua nhà trên xóm trên hết nào. Gì vậy? Ừ, còn xóm này ba uy tín mình ở thôi. Bây giờ còn ai vô đây chơi hả? Buồn quá. Tôi biết được cái nhóm đó nha mà. Đặc biệt biết nhóm chữ không? Biết chứ. Nghe nói nó giỏi lắm. Giỏi chữ nghĩa phải không? Rất giỏi chữ nghĩa. Thư pháp ăn nói lưu loát nha. Trời ơi cái nhóm này toàn đàn ông không? Vậy đó hả? Ừ. Sao ông nói cái chữ toàn đàn ông không mà cái mặt ông có vẻ thích quá vậy? Cái nét ngộ toàn đàn ông không? Mà con mắt chớp chớp long lanh nha. Toàn đàn ông không? Kiểu vậy đó. Rồi để vô đi. Không? Hả? Thôi hiểu rồi, ông đàn ông, đàn ông mặc áo hồng, đàn ông kêu vô đi. Kêu đi vô đây. Sao mày biết? Ủa? Hey, đi yes, yes, yeah. Yes, sao mày biết? Ok. Hey, xí, xí. Ủa, văn chương mà sao có sách cái lo kẹo kéo vô nữa? Hey, đi ăn tết thì đi chém lộn. Chém lưỡi liềm chi vậy con? Không có, tại vì hết rồi, còn lấy có này vui vui lấy đại thôi. Vui quá. Dạ. Mấy người có biết văn chương thơ ca thi phú rồi không? Trời, văn chương là một bụng. Vậy đó hả? Văn chương nhìn bụng là biết có văn chương liền. Trời, chúng tôi biết chút xíu thôi. Thôi, tao văn chương dữ lắm. Dạ. Rồi. Bây giờ có chuyện gì mà kêu réo tụi con dữ vậy? Bây giờ nhà tụi tôi á muốn có câu đố rồi. Văn chương Tết. À, câu đố văn chương. Mấy người có biết làm câu đố, làm thơ, làm văn rồi cho vui rồi hả? Trời ơi, tụi nói gì văn chương đúng không? Vui vui nha. Dễ ẹt thôi. Dễ ẹt hả? Mà sao đầu năm đầu tháng đi đâu ra đường mà trề môi chê tao quá vậy? Mai là nhà tao không có buôn bán, tao buôn bán tao đốt phòng lòng rồi. Sao chè mo chê? Ê, tôi nói giống cái ổ khóa. Trời ơi. Hai đứa mày, trời xanh một cặp. Y chang cái ổ khóa luôn trời. Bà thiếu. Gì? Ê, có tức phu thề ghê. Thử thách trước đi, thử thách trước bà đi. Trước đi. Bà thử thách phu thê bà trước đi. Bà thử thách đi. Thử đi. Thoát thử coi sao. Năm nay nhiêu tuổi thế? Nói thiệt á, tao nhìn mặt mà tao cũng ngượng miệng tao lắm. Đã ngoài 40 rồi con. Ngoài 40 rồi á. Ngoài 40. Hay hay hay. Nhìn gì hay hay? Có gì hay hay đó à. Bây giờ nè, nói chung là già rồi. Xúc luôn rồi kìa đó. Dạ yeah, rồi không à? Lẩm cẩm. Không có nhiều chữ nghĩa. Giờ muốn treo câu đối ý nghĩa treo lên tường nhà cho hên. À bây giờ là muốn có ý nghĩa câu đối này treo lên tường đúng không? Ừ. Sở thích của thím là cái gì? Thích hả? Thích ăn kem. Thích ăn cà lem kem chuối đúng không? Ừ. Ăn cà lem kem chuối là mình sẽ ghi cái câu gì trong đây ta? Suy nghĩ. Cà lem kem chuối. Kem chuối suy nghĩ đi. Cà lem kem chuối là đúng 4 chữ rồi đó. À, muốn ghi mấy chữ nè. Cái gì đó đi. Bây giờ nè, thôi bây giờ chạy cho dễ nè. Bây giờ thôi bây giờ á. Sao cho dễ đi nè. Cho dễ nè, tự suy nghĩ lâu lắm mất thời giờ. Bây giờ bà già sẽ cho ra một cái câu lục bát. Vậy như là cho câu 6 chữ, mấy người đó lại câu 8 chữ in vô. Lục bát. Thôi thử đi. Gọi là điền vào chỗ trống cho vui đó. Điền cho vui nè. Nè, là mấy người điền mà tôi điền thử thách tôi dữ vậy. Trời ơi. Nguy hiểm lắm nghe. Rồi bây giờ nè, thí dụ là câu 6 chữ đi bà nha. Tết này tôi thấy hơi buồn, cho nên tôi muốn chấm chấm cho vui. Một người làm thôi, ông này làm, làm ba người kia không có được nói. Nhắc lại, Tết này tôi thấy hơi buồn, cho nên tôi muốn chấm chấm cho vui. Mà mình nói cái văn nào đi đó đừng hổ thẹn hàm răng mới làm của mình. Biết rồi. Nè, thể hiện nào. Thể hiện mình là anh lớn của nhóm nào. Đi đi. Anh lớn được chết trước đó. Đi, để coi. Sao? Tết này tôi thấy hơi buồn. Cho nên tôi muốn. Cho nên tôi muốn á. Ứ vô là dư chữ. Nhồn chơi. Vậy nói vậy. Vậy nói vậy. Ý của anh là, ý của anh lớn tôi nói là đọc lại tôi nói cho nghe. Tết này tôi thấy hơi buồn cho nên tôi muốn nghỉ chơi. Cái gì? Nói cái gì? Nói cái gì không có nghe. Tròn dành rõ chữ đi. Cho nên tôi muốn bắt chuồng chuồng chơi.
trời ơi, cái câu người ta dễ quá. Sao không nói? Sao không nói? Tại vì ngại cái miệng hàm răng thôi. Hàm răng gì mới làm sao mấy triệu mà nói không được cái gì. Để em câu. Dạ còn câu nữa nè. Câu gì nè? Ờ bạn đố đi. Tính tới bạn này. Ờ sao hàng đi. Ờ phải đố thử đi coi sao nè. Nè. Đêm qua nằm ngủ một mình, nửa đêm bỗng thấy rung rinh trong quần. Hả? Ủa, cái gì vậy? Đúng hết luôn, bỗng cái gì vậy? Chưa. Chưa hết. Thò tay bóp bóp cái quần. Trời ơi. Thú hồn. Chấm chấm. Trong quần nó rung. Trời ơi, cái này dễ chết lắm nè. Suy nghĩ biết không? Nói lại nè, nói lại từ câu đi nè. Đêm qua nằm ngủ một mình. Đêm qua nằm ngủ một mình. Nửa đêm bỗng thấy rung rinh trong quần. Nửa đêm bỗng thấy rung rinh trong quần. Thò tay bóp bóp cái quần. Thò tay bóp bóp cái quần. Hú hồn. Hú hồn. Chấm chấm. Trong quần nó rung. Thò tay bóp bóp cái quần. Hú hồn. Điện thoại trong quần nó rung. Yeah. Hey. Trời ơi. Sí. Tôi nghĩ hai người này chắc có đi tấu lén với nhau rồi. Cho nên cái thơ này là dễ biết quá à. Bây giờ tôi tới tôi đố lại được không? Đâu có được. Đó ra lại đi, đó lại đi, đó lại đi, đó lại đi. Đố câu nào được. Đây 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 biết nè. Quyết định là tấu luôn hả? Tấu luôn hả? Đây nè, đứng lại ba. Có nghĩa là bây giờ là thể thể thơ là có nghĩa là 6 8 đúng không? Là trên 6 dưới 8 đúng không? Ừ. Đố nè. Đó 6. 1 2 3 4 5 6. Ở dưới là gì? Mấy cái gì? Ê, thơ hay là toán học vậy con? Bị sao có 6 dần nữa chứ? Rồi bây giờ chơi luôn nè. Đừng có 7, 8, 9, 10. Không hề. Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đứa nào hỏi số, tao xách dao chém liền. Hay quá. Hay à. Tôi gắn như là có cái mùi tấu tấu ở đâu đây nè. Đâu cái gì mà tôi đổi người đi, đổi người đi. Tới bà đi. Tới người khác đi. Rồi tới con gì? Rồi ra đây. Nói giùm tôi 3 lần, nói nhanh 3 lần. Hộp dịch luộc rồi lộn, lộn rồi luộc, nói nhanh 3 lần. Hộp dịch luộc rồi lộn. Hộp dịch luộc rồi lộn. Từ từ. Nói đi. Hộp dịch luộc rồi lộn. Rồi lại tiếp. Nói nhanh 3 lần. Cái câu gì vậy? Hộp dịch luộc rồi lộn, lộn rồi luộc, luộc rồi lộn, lộn rồi luộc. Hay da cẩn thận. Hộp dịch luộc rồi lộn, lộn rồi luộc, luộc rồi lộn, lộn rồi luộc. 3 lần 3. 3 lần đó. Hộp dịch luộc rồi lộn, lộn rồi luộc, luộc rồi lộn, lộn rồi luộc. Em biết luôn, em biết là ở đây là anh được ưu ái nhất. Có mấy con này dễ lắm. Dễ không? Dễ không? Giờ nói nhanh 6 lần nha. 6 lần qua. Rồi, mặt mập, mặt mập, mọc một mục bụng. Mặt mập, mọc một mục bụng. 6 lần nhanh. Mặt mập, mọc một mục bụng. Mụn, ừ. Mụn, mụn, ba lần. Mặt, mụn, mụn. Trời ơi, mụn, 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 ừ, mụn. Mặt, mụn, mụn, mụn. Ừ, nghe lên. Mặt, cái gì? Thì đây đến nè. Mụn, nói từ từ, nói đàng hoàng, dành nói chữ. Mặt, mập, mập, mụn, mụn. Hả, nhanh lên. Mặt, mập, mập, hai, mụn, mụn. Tới một một ba một muộn. Tới bà ra câu tiếp đi. Một bốn một muộn. Được rồi, tới dễ quá. Nhanh lên, nói tiếp đi. Khó. Nè, dễ quá. Giờ cái gì nữa? Giờ ví dụ mà nói luôn nhau rồi. Ta nói nó tướng phu thê. Thằng này làm như có được cấp bằng chứ con. Tham lấy máy bay vậy. Được hết á, khó chứ được hết à. Giờ con gặp bà làm chi? Bà đâu có chuyện gì để nói với con đâu. Ủa vậy kéo qua làm chi? Ai xô qua kéo? Ai xô qua đẩy nó đi đố đại đi. Bây giờ nè ông nè, ông có đôi gì đói tao bây không? Giờ nè đố với chú nha con. Dạ chú. Bây giờ chú nói ra một cái là phải đố liền nha. Khó quá vậy. Thì nó có cho suy nghĩ không? Không. Rồi bây giờ chú nói bốn chữ là phải đố liền nha. Đối với lại chúc mừng năm mới là gì? Dạ sự như ý. Tiếp dạ sự như ý là gì? Chúc mừng năm mới. Bảy một câu khác bốn chữ. Nhanh lên. Ờ dạ sự nha. Cái gì vậy? Cha thì nói bậy không à. An Khang Thịnh Dưỡng. An Khang Thịnh Dưỡng. Tiếp. Cái gì lại? An Khang Thịnh Dưỡng là gì nữa? Xin lỗi mình tử. Xin lỗi. Đứng lại. Đứng lại. Hôm nay tết chức. Mày nói cái gì mà giống kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vậy mày? Nói lại cái gì mà bệnh tử không có được mấy cái vụ đó. Thôi nói lại coi nè. An Khang Thịnh Dưỡng là cái gì? An Khang Thịnh Dưỡng. An Khang Thịnh Dưỡng. Vui vẻ cả năm. Chị có đơn giản. Đúng rồi. Tiếp.
Nhanh lên. Con không biết chữ. Con... À, nó biết chữ. Được rồi. Được. Được. Trời ơi. Liêu, ok rồi. Nó nghe nè, bây giờ tự nhiên năm mới Tết đến á, năm nào mấy đứa nhỏ ào vô nhà mấy bà già này cũng cúc. Dạ chưa chúc bà sống lâu trăm tuổi. Dạ tự nhiên sống lâu trăm tuổi. Dạ tự... Bây giờ đó, con chúc nguyên một bài thơ bằng chữ em đờ hết. Chữ gì? Chữ đờ. Chữ đờ. Bài thơ dài bằng chữ D. Không, bây giờ khó quá. Ừ, ta đi, khó cái gì. Phu thê ở bên dưới vậy. Bình chồng bình. Mấy bên bà. Hai cái mỏ đưa vô như cái bát mà quét quạt mà nó ok nó chứ còn bát mà nó rối. Cái gì vậy? Ơi, nói cái gì vậy bà ơi? Vô luôn. Đóng cửa trước đi. Không lại không rồi. Trời ơi. Quan chị cho dắt. Ủa? Rồi, đời mà. Lúc viên lúc này nhột nè. Nó nghe nè. Năm nào mới đưa giỏi vô nhà, cô có mấy câu chúc quen thuộc à. Chúc mừng năm mới rồi vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi. Bà đi luôn rồi. Kệ bà. Nói tiếp đi. Nói đi. Sáng tác câu chúc nào mới chứ. Chứ mấy câu nghe hoài. Hả? Câu chúc mới độc đáo tôi đi. Câu chúc mới độc đáo. Chứ năm nào nghe của mấy câu đó chén không muốn đưa tiền lì xì luôn. Chúc câu mới đi. Câu mới kìa, suy nghĩ đi chứ. Câu mới không? Nó sôi nổi lên chứ. Chờ thí dụ chúc bà đi. Chúc bà đi. Chúc bà này đi. Chúc tao chi? Chúc bà đi, giả bộ bà làm bà già đi. Chúc bà đi con. Chúc bà đừng nói dấp nữa. Cô đúng không? Giờ cứ chúc cô này nha. Chúc cô. Thấy gì là đọc một bài thơ bình thường và hát luôn. Hát luôn nha. Hát luôn hả? Tặng cô thì chúc thay đổi mà. Chúc bằng lời ca tiếng hát đúng không? Lời ca tiếng hát. Gán nha. Có cần nhạc nha. Rồi, nghe nào. Có cần nhạc không bạn ơi? Không cần luôn bạn. Rồi đếm nhịp nha. 2, 3. Mừng năm mới con chúc cô được bình an trong cuộc đời. Được nhiều ấm em như cô đã từng mơ. Cầu cho cô được yên vui sống bao lâu con muộn phiền. Đường đời của cô hạnh phúc luôn vững bền. Hay quá. Hay quá, biết hết luôn. Tới con đi. Tới đây là hết rồi đó. Tới con hát đi. Hát bài nghe con. Dạ, rồi chúc cô năm mới. Hát. Rồi mồ nàng. Biết cái gì nữa. Bạn chúc nữa đi, sao vậy? Thì hai bạn kia lên chúc đi. Chúc đi con. Chúc mà. Chúc đi. Chúc cái gì? Em dễ, chúc đi em dễ. Em dễ là sao? Em dễ là chồng bà kia. À là chị, đây là chị bà này. Ồ, giống nhau dữ ha. Chúc chỗ nào mày? Thì đó, chúc coi. Dạ, năm cũ cũng như năm mới. Bớt này năm, lấy bớt vậy năm cũ đâu mới đâu cứ kêu đó xong rồi không có bớt được mà khi người quá à. Năm cũ đã qua, năm mới lại đến, kính chúc ông bà sức khỏe quanh năm. Kính chúc mấy anh vạn sự như ý. Lời tôi hết ý. Hết luôn rồi đó. Nhưng mà dùng hàng dùng cục với mấy ông mấy bà thiệt đau muốn chết luôn á. Bà này nè dây, tự nhiên đang múa đứng lại chi vậy? Mắc cười quá. Tôi làm cái gì? Thì bà là ông địa. Ông địa ta đứng ta quạt phải rồi. Coi kìa, ông địa người ta cầm cái quạt ba tiêu, bà cầm quạt gì? Nhà tôi không có quạt ba tiêu. Cầm nhà, quạt gì vậy? Nhà tôi có điều kiện tôi xài quạt máy. Trời đất ơi. Nói vậy cũng nói được mà. Muốn không thì vô tôi bưng cái máy lạnh ra tôi diễn luôn. Ra bưng đi. Ngân hàng chưa có chi. Gái chạy chạy vậy. Ông nhìn lại cái mền ông đi. Con lân gì đâu rách lủng lỗ đi gớm. Ủa thì không có con lân phải lấy cái mền múa. Giờ mắt mê múa lân. Còn bà vậy? Bà làm ông địa đòi nó bảo hiểm. Cái đó bảo hiểm là con nào đưa tao? Tôi đưa. Đưa cái nó đỡ không có vừa như cá la hán vậy hả? Cá la hán á là đỡ à. Nhìn cái mặt như ông thọ vậy. Bực mình dễ sợ à. Đây trả đi cất trả tôi. Nó mệt quá à. Đầu năm đầu tháng rủ nhau chơi múa lân cũng không vui vẻ được nữa. Chơi không có được, mình già rồi. Ta lấy mấy người nhỏ người ta múa lân á, người ta nhảy cho mấy cái cột cao từ bên đây, ta nhảy qua kia phóng qua bên nọ. Mình già rồi làm sao chơi được vậy? Nhưng phải mà kiếm cái người nào mà cái biết nhảy biết múa biết làm lân đó, hiểu không? Giờ kiếm chỗ nào có múa lân coi đi. Bà tôi nói nghe nè. Bây ủa giờ mà mắc cười quá à. Thí dụ mà giờ không chơi múa lân thì Tết nhất mình múa cái khác. Múa gì? Múa bóng. Trời đất ơi. Cho bóng đè hả má? Tao mua con mà cầm cái trái bóng múa cũng vui vậy. Múa tao phải múa cái gì nó nghệ thuật chứ. Múa nghệ thuật là múa gì? Múa lưu. Để nó nghe nè, múa lưu là bà dắt lưu lên người bà hả? Ừ. Vậy thành hai cái lưu. Nó
ghẹo em kìa. Anh biết ghẹo người ta. Người đâu mà ghẹo, ghẹo, ghẹo. Chứ dần sao? Thiệt luôn á, hai bà nói lát tôi múa mà tôi thấy rối luôn, không biết. Ê, múa rối. Ờ, bà đâu, đâu có nước đâu múa. Chứ đi đâu chơi mà có múa lân. Bây giờ nè, tôi biết được cái nhóm này ha, mà nó múa lân giỏi lắm. Đâu ở sống trên nữa nè? Không, ở công viên. Trời ơi, có sáng tạo hết vậy ta. Phải khác thôi. Hay quá, hay lắm. Mà già cả rồi làm có tiền đâu mà trả tiền tụi nó múa mình coi. Ừ, mà bây giờ mình đi ra công viên đi bằng phương tiện gì đâu có tiền đâu. Mấy bà dở quá. Mấy bà nhớ mỗi năm không? Mỗi năm là có cái đoàn mà vừa ông Điện thần tài đi ngang sớm, bà nhớ không? Cái đó tôi biết. Đó tôi nói đó. Tới Tết là có là ông Lân, có ông Địa, có ông thần tài nữa. Đúng rồi. Nó mở nhạc nữa đó, thần tài đến, mất luôn cây điện thoại. Nó vô nó hốt sạch, không còn cái nào hết. Mà cái cần hốt nó không hốt. Ê, nó tranh thủ ăn cắp đồ dữ ha. Rồi thôi bây giờ kiếm kiếm cái đoạn nào mà lương thiện đi. Mà mấy bà nói kỳ quá, đâu phải đoạn nào cũng vậy đâu. Phải không? Đúng rồi, kỳ cục quá. Vậy kiếm có đoạn nào kêu vô vô. Thì cái đoạn nào nào kêu vô. Nhưng mà phải làm sao? Vui. Và đặc biệt. Đặc biệt cái đặc biệt là gì cha? Niềng răng là nó rối cái lưỡi lại. Rồi đặc biệt. Đặc biệt là mình phải làm khó nó. Vô đi tụi con. Hay quá. Thần tài con nè. Thần tài mà cũng có phiên bản con nít nữa hả? Không, thần tài sai hết. Thần tài kêu mày. Ê ê. Trời ơi. Ê. Mày coi con Lân kìa. Con Lân. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, vui quá trời. Hay vui quá. Hay quá con. Khai trương Hồng Phát hả? Ở đây không có bán cái gì mà khai trương. Chỉ có mừng cho cái bà này thôi, bà khai mỏ, bà chửi đầu năm thôi. Chứ không có bán cái gì đầu năm hết. Y chang luôn. Thay vì khai mỏ thì khai mở đi. Ê, mà nói nghe con Lân gì mà sáu cái chân dữ vậy? Trời ơi, con Lân mà cái quần dài quần cụt nữa. Dạ, chào cô chú. Tao mở cái đầu ra hết coi mày. Dạ. Ừ. Cái con kia mày đi dần. Trời đất ơi. Mày là... Trời đất ơi. Cho mày cột con bên vậy con. Dạ. Ủa nhóm tụi bay đàn ông hay đàn bà vậy? Còn con còn cái thằng em đây đâu thở nó ra coi. Ai vậy? Trời ơi. Đi từ từ coi. Thằng này nhìn nó vui quá. Dễ thương quá. Ê, sao thằng này nó để đầu giống bà Trang Thí Miêu quá vậy? Tại vì con thật sự chi Trang Thí Miêu dữ lắm. Cô chú, ví dụ mà cô chú thấy tụi con dễ thương á, thì bây giờ Tết nhất á, năm mới á, cô chú á, có thể nào á, cho tiền tụi con một chút tiền lì xì tụi con ăn Tết được không? Chưa có biểu diễn gì hết cái đầu tiền. Má nghe nè, tụi con là làm nghề múa lân này lâu chưa? Dạ, tụi con làm nghề múa lân được có một năm mà múa lân không có ít tiền, không có tiền cho nên tụi con á, một con lân mà múa tới ba thằng lại thì con lân có sáu cái chân. Không có tiền hả? Dạ. Tiền sao con mập dữ vậy? Dạ, thần tượng gia bảo. Vậy hả? Hay lắm con, hay lắm. Nhưng mà tụi con múa lân gì đó, tụi con có tìm hiểu là nguồn gốc từ đâu của con múa lân không? Đúng rồi. Nguồn gốc xuất xứ của con lân á. Đúng rồi. Dạ, tại sao trên đời này có con lân? Dạ. Trên đời có con lân sao hả? Có lẽ là sự tích con lân nó như thế nào? Dạ, cho con một phút hỏi ý nha. Mày đi tra Google hả mày? Dạ. Nhanh lên. Dạ. Múa lân rồi. Múa lân. Ủa gì vậy? Gì vậy? Lại múa nữa hả? Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa xuất hiện một cái con màu vàng mà không ai biết con đó là con gì. Bỗng nhiên con màu vàng nó đi lưng la trong rừng. Rồi con màu vàng nó gặp một con khác. Con này rất khủng mà có lông nên gọi là khủng. Trời ơi. Trời ơi. Khủng lông chạy mất dép luôn. Chào chị Bảy. Chị Bảy dạ. Đi đâu đây? Dạ chào anh ba. Ê trời ơi chị Bảy, hình như bữa nay sinh nhật chị Bảy phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi chị Bảy nhìn lên trời kìa. Ê trời, có cái gì nó chiếu xuống kìa chị Bảy ơi. Hình như là vì sao chiếu mệnh của chị Bảy đó. Ủa cái lon. Ờ. Ê cái lon này nặng nhiêu ta? Muốn biết mình phải cân nó đi. Cân lon. Ừ. Ủa nói gì vậy? Cân lon. Nói gì vậy? Cân lon. Từ đó có con lưng. Dạ. Hay quá. Nói nghe nè.
Hay quá. Lần đầu tiên tao thấy tấu hài mà phiên bản thú á. Hai thú đến tấu hòa tấu lại. Hay quá tụi bay ơi. Tiếp đi. Rồi tôi mới sử tích ông địa sao? Mày nói đủ y động thành ông địa. Ê, nói vậy. Ông địa. Trời ơi. Con khủng long thần kinh. Thông cảm. Khủng long mà phải chứ duyên hài đâu gì. Hay quá. Khủng hay long. Quá. Giờ tiếp đi vậy, câu hỏi cũ ông địa làm sao? Ông địa hả? Ông địa. Nhanh lên. Hỏi ý nữa. Hỏi vụ này hỏi ý hả? Dạ ông địa làm sao? Ông địa. Đi cho em rồi. Hai, ngày xưa có một cái ông rất là mập. Mập, đây mập. Bỗng nhiên ông đi ngang qua sáu một con người rất là đẹp. Ở đây nè bà. À không quên. Ông đi. Ai? Ơi. Nghe. Ông không có tên đúng không? Đúng vậy. Tại sao ông nhìn cái gì vậy? Tôi nhìn sáu người đẹp. Đĩa, cái đồ ông đĩa. Trời ơi. Trời ơi. Sao nó đơn giản quá vậy con? Dạ. Sự tích ông địa ông ra đời đơn giản quá con ha. Dạ. Trời đất ơi. Con nói giỡn này thôi chứ ông địa có sự tích riêng nữa, tụi con không dám nói bậy đâu. Vậy hả? Dạ. Rồi tụi con biết biểu diễn cái gì ở đây không? Biểu diễn gì chú? Mày múa lân ra. Xíp chú đâu mày? Mày nghĩ là cho tao bằng chú mày? Ôi quá đâu. Để tao dài cho bằng chú mày. Lộn. Nó nghe nè. Bây giờ có trao bao thiệt là cao trên trển đó, một lát cuối tụi con làm hay á, được ra lên bóc hết rồi đó nghe không? Dạ. Dạ. Bây giờ nè, ngoài biểu diễn múa lân ra tụi con có biết kêu bằng cung phu rồi không? Đúng rồi. Cung phu vậy biết. Trời ơi. Biết không? Dạ biết. Đẩy mình luôn, đẩy mình luôn. Đâu làm coi? Làm gì coi coi. Cung phu hả? Thí dụ như là chặt đồ, đạp đồ. Giờ có đồ đâu chặt ra. Có đồ đâu chặt. Có đồ không? Hỏi ý, hỏi ý. Hỏi ý. Hỏi ý hoài vậy. Hỏi ý hoài vậy. Là cái người đi đâu rồi? Nè. Gì? Xong chưa? Dạ. Xong chưa? Rồi. Hết giờ rồi kìa. Rồi giờ làm gì, có cái gì để làm chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Rồi, chú có cái này cho tụi bay làm. Đó, lấy ra. Trời ơi cái gì? Xí mà diễn công phu xong có tiền không dạ? Dạ có. Cầm miếng mất ăn chơi. Dạ, dạ diễn dạ. diễn. Ủa vậy thôi cũng hỏi nữa. Tao nói tụi này. Đó. Mày không bị thương dạ? Mày cũng chết với tao. Để đây. Lấy cái bàn qua đây cho chú. Không có phải ăn đâu nha, đừng có bu bu nha. Trời mày nghĩ sao mày được ăn nha con. Cái bàn mà mẹ. Ba không phân biệt được cái nào cái bàn. Cái bàn thế không trời, đất cơ đất cương vậy sao? Cái thương quá trời ơi, cái gái chị sắp hàng, sắp hàng. Cái nhóm tụi bay quanh kia. Lẹ. Dạ, quanh kia nó phải ăn cái gì vậy? Ôi, mày ngồi mày ăn à. Trời ơi, gái mà miêu kỳ quá hả? Đây, chú nói các con mày nghe kia. Để dạ. Thể hiện công phu cái chú của các con á. Ở trong đây có 10 cái trứng. Để lăn lên người lấy máu bầm hay gì? Bầm cái đầu và cái bầm. Ở trong đây được chia 5 năm. Con nó ra sao không hiểu đâu ơi. Cho con chơi. Dạ rồi. Bây giờ con chạy chú thông cảm đi. Tụi con là nhóm khủng long tí hon đi dạ. Múa lân. Mà tụi con đi biểu diễn có một bài hát nữa. Cô chú muốn nghe không? Hát đi. Ê. Hát nghe coi. Tự nhiên chẳng nghe. Hát được hết. Ê. 2, 3. Khủng long tí hon mang niềm vui đến mọi nhà. Hay quá. Khủng long tí hon mang niềm vui cho cuộc sống. Hay quá. Khủng long tí hon mang niềm vui đến mọi người. Hay quá. Khi cười xuyên diệt để mong nổi tiếng hơn. Khoan. Đứng lại. Tao kiếm được một đứa phu thê với nhà em đâu nữa rồi. Cái hàm răng của khủng long giống hàm răng này quá. Ê nó nghe nè. Tao nghe tao bay giới thiệu nhóm xong. Muốn về gió. Muốn dắp nữa rồi. Tao chơi. Rồi chơi đi. Tôi là chính nè. Dạ. Bây giờ ở đây có 10 cái họt cái trứng gà. Ở trong đây là có 5 cái trứng đã luộc rồi. Và 5 cái trứng sống. Dạ. Tự tụi bay làm cung phu, tao phát tụi bay tự bóc nha. Đạp vào đầu mình, đứa nào xui gán chịu. Này chơi ngu chứ cung phu gì. Không, bây giờ nè, 1, 2, 3, 4, 5. Nhóm nó có 5 người. Bây giờ cho được chọn tùy ý 5 cái trứng được cho là không có nguy hiểm gì hết trơn. Chọn 5 cái đi. Bà ngoại có được sờ thử không? Không, không, bà cái lấy không luôn. Mày kêu ai bà ngoại vậy mày? Đây nè. Bà ngoại. Thí dụ mà chọn được cái trứng 9 rồi đập cái đỡ dơ. Đúng không? Rồi. Dạ. Chọn đi lên. Ai trước? Ai cũng được, mỗi đứa từng người ấy, từng người một ấy. Xung phong bóc trước. Rồi, xung phong rồi vô nè. Đứng hàng ngang ra. Đứng đằng trước cho nó coi nè. Mày bóc lại nè. Bóc lại đi. Bóc lại. Con lít mày đặt sớm móng tay nữa mày. Trời đất ơi, đặt sớm móng tay. Mày lấy này không? Không. Mà không có lựa cho mày. Lấy lại đi. Dạ. Không làm chơi không? Chú đâu? Hay là nó đập vô đâu? Dạ, giống nhau. Dạ. Dạ cho chạy. Con lấy trứng của chú cái. Mày đập vô đâu? Dạ con đập vô. Vô đâu mày? Vô đầu ai được không? Dạ vô đầu bạn con. Mà
mày mày. Rồi lấy đi. Dạ. Rồi à, vô nha, từ từ. Rồi cóp vô. Kèo thơm rồi. Lành ít dữ nhiều. Từ từ, tôi ăn đếm xong hàng vô coi. Dạ. Dạ. Con cầm vậy chứ biết sự tích hột gà không? Bạn ơi. Đừng có giết con. Không, Tết là thường là kho đòi thịt đúng không? Ừ. Vậy sao ta kêu là Tết ăn gì? Dạ Tết ăn hộp vịt thịt kho. Tại sao ta kêu là thịt có hộp vịt mà không kêu là thịt có hộp gà? Ai mà biết được. Ủa cậu nói cái gì sai sai gì không? Con không biết nữa. Mày mới sai nhất ở đây đó, mày đứng cho tao đi. Để cho nó nói. Dạ. Nói đi. Bạn giống chữ bạn nói đi. Không tên luôn, bạn đó mình làm nhóm trưởng luôn. Đó vậy giờ mình biểu diễn cái này hả? Tao nhìn mặt con này tao sợ quá. Tao muốn nói gì nó nói hả? Chào, vậy thích gì chào? Vậy thích đi. Tại vì cái trứng gà, con gà nó giống như cái trứng tao khỏi đi mày. Giải thích cái gì mà dấp lên, dấp xuống không hiểu. Rồi, rồi, rồi. Quá. Bây giờ nè, giải thích. Hỏi ra câu hỏi đi bạn lại. Tại sao người ta kêu tại làm như mày nhỏ lắm vậy? Tại sao người ta kêu thịt kho hột vịt mà không kêu là thịt kho hột gà? Đơn giản thôi. Tại vì hột vịt nó to hột gà, ăn hột vịt nó lợi hơn. Hết. Thôi. Cũng được. Dạ hết mỏng mà cũng hợp lý quá. Tao hỏi mày câu nè. Dạ. Sao tao kêu hột vịt tao không kêu hạt vịt? Tại vì hột vịt người ta không kêu, hạt vịt không biết. Chứ giờ em hỏi lại ngoại nè. Ngoại nào mày? Hỏi lại ba cô nè. Sao? Tại sao người ta không kêu hột dưa mà người ta kêu hạt dưa? Tại vì tao không có thi, tao có quyền không trả lời. Bây giờ vô chủ đề chính. Bước lắm đi. Hàng ngang ra cho tao. Hàng ngang. Hàng ngang. Rồi. Lùi xuống đây đi, cho nó đập. Rồi. Một hàng ngang thành lập. Con khủng long đập cuối nha. Mình qua đây mình coi nè. Ê, tại mày. À khoan, không có đập một lượt. Đập từ từ, từng đứa một nó mới vui. Mà đập vô đầu nha. Mà không phải đầu mình, đầu bạn mình. Thôi. Thôi, chơi gì chơi hổng, tự đập mình đi. Thôi, đập đi mới vui. Không. Ok, vậy luôn. Để mình tập trước nha. Thưa quý vị khán giả, đây là cái trứng. Mà nó luộc hay chưa luộc thì mình không có biết. Xí, thí dụ đập đầu gối được không? Không. Nó đỡ dơ. Vậy chặt tóc mình lắm vậy. Đập vô đầu gối đi. Đập ra đầu gối luôn hả? Không có muốn đập đâu, con đập chứ. Ừ. Cái đó là mày nói nha. Đây, là cái trứng. Và hên hay xui là khi con đập cái trứng thì vào đầu. Xui. Con hy vọng nó không có xui đến như vậy. Rồi. Một. Hai. Ba. Trời ơi. Ủa cái này cái gì dạ? Từ từ. Trời ơi. Cái gì dạ? Khủng long ơi, mày dơ lắm, khủng long ơi. Khủng long dạ? Mày đi lên đi, nhà tao để tao lo. Em ơi, cho mượn cái đồ lau nhà đi cưng ơi. Ủa cái này cái trời gì ơi. Dạ? Cái keo xịt tóc phải không? Trời đúng ơi. Keo xịt tóc nè. Keo xịt tóc. Keo này. Con vuốt keo được không? Không, tóc của hai cô sơ quá, vuốt cho hai cô đi. Ê, trời ơi, mày tao không cho tiền à. Keo xịt tóc. Tao không cho tiền à. Ủa, xịt tóc hai cô thôi mà. Bây giờ cái tóc bạn dơ quá, muốn tóc bạn sạch không? Muốn. Trời ơi. Tụi bay đổi tóc giả là tụi bay tính rồi nè. Con đâu có biết gì đâu. Rồi con tiếp đi, tiếp theo đi. Tiếp theo, cái tay mày lỡ dơ mày chùi áo mày luôn đi. Bạn ơi, chúc bạn may mắn nha. Rồi mày đi vô đi cho bạn mày nó chơi. Dạ. Rồi bây giờ trước khi chơi gỡ tóc ra đi con. Gỡ tóc ra đi con. Gỡ tóc ra đi con. Thấy chưa? Mày xạo xạo hả mày? Cái tóc đó để khúc cuối rồi dở. À, dở ừ. Bây giờ cho chứ tao bị lộ. Rồi mình mê mày ăn hết rồi con. Chúc bạn may mắn nha. Hãy cổ vũ cho tôi đi nào. Hãy cùng hô to. Quốc khánh, quốc khánh. Trời ơi. Khánh, quốc khánh. 2/9. Vui vậy? Nó hên nó kìa. Ủa vậy là con rắn là không được vui hả? Ờ. Thôi ăn được mà. Tiếp đi. Có vẻ hơi buồn. Sao dạ? Gỡ tóc luôn không con? Con thấy nó lành ít dữ nhiều nè. Hey! 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 Mất rồi! Hey! Mất rồi! Xuất sắc! Hey! Trời ơi! Xuất sắc! Hey! Trời ơi! Xuất sắc! Hey! Trời ơi! Chưa kịp! Yeah! Yeah! Xích ra! Cái gì? Rồi bây giờ tới mày. Tao nghĩ không hên hoài như vậy đâu.
Nó nghe nè, cái áo khoác này đẹp quá, nó mượn của ai có cần lột ra trước không? Lột. Thấy chưa, trong những phút gian nan, bạn bè trở mặt với con đó. Rồi vậy lên nè. Gán đi bạn. Gán lên bạn ơi. Đặt một cái là mình có tiền luôn. Gỡ tóc không con? Dạ thôi thôi thôi. Sợ má nhận không ra hả con? Vừa quá ngoại. Ui xích ra gà đi. Nhìn nó mắc cười. Cổ Vũ ơi. Nó đứng hình luôn rồi. Ê nó đứng hình rồi bà ơi. Con ơi chơi lại con, chơi lại con ơi. Chơi lại con. Bỏ đi. Trời ơi, con có cây kẹp dễ thương quá à. Trời ơi, cây kẹp mình quá trứng. Bạn thân là đáng yêu và khấu khẩn. Trời ơi, đồng cảm với nhau kìa. Thôi giờ bỏ qua chuyện này chơi trò khác được không? Con tự nghĩ trò con. Còn con khủng long muốn chơi kìa. Còn con khủng long nó chơi nữa. Thôi mình đứng xa con khủng long, mình không phải bạn khủng long. Ê khủng long này nó có một đầu mà có hai cái mặt lận ha. Con đập vô đâu con? Dạ cũng đập vô đầu bạn con. Trời ơi, bạn mày. Đúng rồi, đập vô nhóm trưởng đi. Bởi vậy con đâu đứng gần nó. Làm nhóm trưởng cực lắm bạn ơi. Đúng rồi. Phải dễ dàng đâu. Gắn lên bạn ơi. Bây giờ đập mà lần này. Thôi thôi từ từ từ. Hôm bữa Khánh chửi gì em? Hồi nào dạ? Bà khủng long ơi, hôm bữa Khánh chửi gì bạn dạ? Dạ quên rồi. Thôi tiếp đi chị nè. 2 3. Nó hên vậy. Rồi thôi được rồi. Khủng long mang niềm vui đến mọi nhà. Khủng long tí hon mang niềm vui cho cuộc sống. Rồi được rồi. Khủng long ơi, con bài sổ số kiến thiết hát hoài. Nói nghe tụi con ơi, bây giờ tụi con đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ tụi con sẽ được lấy bao lì xì. Dạ. Không biết tụi con lấy được bao nhiêu mà chích ra 1 triệu để làm vệ sinh nha con. Chứ dơ quá à. Rồi, mời các con. Có các bao từ 1 triệu tới 5 triệu. Cử ai tin tưởng nhất lụm đi. Một người thôi. Thôi giờ Xuân Tiến lên lấy cái bao này nè. Xuân Tiến lấy cái bao cao cao kìa con. Trời ơi nó làm cái. Trời ơi. Thôi. Bạn ơi, cái bao nó không có giá trị bằng cái cây đâu bạn. Ẩm nó lên lấy. Chúng mình phải đoàn kết. Ẩm nó lên vậy. Đúng vậy. Đoàn kết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đẩy Xuân Tiến lên lấy. Đúng. 2 3. Lên. Đi một vòng coi. Té té té. Rồi. Rồi mở ra. Mở ra, mở ra. Mở ra, mở ra. Mở ra, mở ra. Lạnh quá mày ơi. Tao không chịu nổi đâu mày ơi. Ráng đi, ráng đi, ráng đi. Mày ơi, giá không nổi đâu. Mày ráng động mới nóng người mới bớt lạnh được mày hiểu không? Khởi động nãy giờ đó. Bớt lạnh đâu. Rồi. Lạnh lạnh lắm hả? Lạnh lắm rồi. Vô đây, vô đây. Làm vô đây, gì vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây. Làm gì, làm gì? Mày vô. Hả? Mày vô, mày vô. Sao, sao? Mày vô, vô, vô. Rồi vô vô. Gì á? Ông tao, ông tao, ông tao. Cái này hay quá ta. Trời chứ sao. Ai chỉ mày cái này vậy? Mẹ tao. Hay quá. Trời, giỡn vậy. Ai chỉ mẹ mày vậy? Ba tao. Hay quá. Trời, hay mà. Uầy. Gì ba? Mày khùng mà. Vậy mày nghĩ sao? Ba mày chỉ mẹ mày cách này. Bây giờ mày chỉ tao. Ý mày là sao? Cái gì? Ủa ba nghĩ ở đâu vậy ba? Cô chỉ muốn cho ba đỡ lạnh thôi ba. Ba nghĩ sao vậy? Thôi đi, tao không chơi thằng biến thái với mày. Cái cũng làm nào. Không chết hả? Không. Điên. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Tự nhiên bị té. Đi. Ông tao, ông tao, ông tao. Lại quá. Lại quá, lại quá, ông tao, ông tao. Đừng có ngại mấy cái chuyện này mày hiểu không? Thôi thôi. Miễn sao mà qua được cái mùa đông này thôi, mày đừng có ngại mấy cái chuyện giới tính này, cứ bình thường đi nha. Mấy giờ tao tao chịu không nổi đâu mày ơi. Lạnh như này mà cả tuần nay mình đi ăn gì đâu. Cứ cái tình hình này kéo dài nha, tao với mày không có chết hết đâu. Chết đói trước. Bây giờ anh em tìm cách gì đi. Tìm gì? Như này không tao chịu không nổi đâu. Mày có thấy cái thứ nó thấy không? Thấy. Nhưng mà tiếc quá,
Bởi chứ bây giờ có mắm tôm với củ riềng thì hay biết mấy. Mày tào lao. Bánh mì mắc gì ăn củ riêng à, ủa mày nhìn bánh mì hả? Hả? Tao nhìn con chó. Mày khùng quá mày ơi. Ở đây giết chó cũng như giết người đó à. Để tao, tao nhìn bánh mì tao chịu hết nổi rồi. Trời, sức mà sức nào mày giờ không lại con chó hả? Mày ngon lắm. Mày đừng chỉ mày là chó mà ăn hiếp người ta. Ê, sao mày ngược ngạo vậy mày? Mày dành đồ ăn cho con chó không được mày chửi nó là sao? Tao nói mày rồi. Bây giờ á, muốn dành đồ ăn của con chó thì mày phải hiểu tập tính của con chó, sở thích của nó là cái gì, thì mày mới tiếp cận nó được, mày lấy cho nó dễ dàng. Để tao. Hay quá. Mày làm gì vậy? Con gái chứ gì. Thông minh quá ơi. Bây giờ tao biết chơi chó là chơi sao hả? Lấy lẹ đi mày, tao đói lắm rồi. Mày nhớ mặt mày đi. Ê, mày mới nghe nói gì không? Không, không, đâu nghe gì đâu. Anh không, thôi, cái thằng tao bị sẵn, tao bị sẵn. Lẹ lẹ đi. Lẹ đi, làm gì vậy? Ăn đi. Hả? Ăn đi, nhường. Anh mày gì vậy? Ăn đi. Cái bánh mì mà như cục sắt vậy mày. Trời ơi, bánh mì đập. Ê, sắc chung bánh mì mày ơi. Cây sắc á. Mày có cách gì không? Cách gì nữa, bây giờ nhìn đỡ đói chứ biết sao. Bây giờ với tình hình này mình chịu không nổi đâu. Đi qua chỗ tao ở được không? Tao bảo này qua bên bển ở á, bảo đảm mày có người cho mày ăn. Tới giờ ăn là kêu mày ăn, tới giờ ngủ là kêu mày đi ngủ. Đã hả? Đã lắm. Đi. Ê, hả? Đi đâu? Đi tù. Mày điên à? Điên cái gì? Tao ở ngoài có tự do, tao không thích đi tù đâu. Khùng. Tù lắm. Vô trong đó có người đó cho mày ăn mày ở. Bây giờ tao nói mày chỉ cần kiếm cái tội là mày phạm nhẹ thôi. Mày ở chừng 2 tháng hết rác mày ra. Đi lao lẹ lên. Mày khùng quá, tao không đi đâu, tiên bắt tao vô tù. Trời đất ơi, bây giờ mày đi không? Tao hỏi mày đi không? Đi. Tại mày là bạn bốt của tao thôi. Trời ơi, dứt khoát vậy luôn hả? Ừ. Bây giờ muốn đi đúng không? Đi. Trời sĩ. Gì vậy? Quỳ lại ân nhân đi. Ờ. Quỳ lại à. Bảo đảm với mày, vô tù được hay không là nhờ cái ổ bánh mì này. Mày thấy cái cửa là kia không? Cái nhà có cái cửa kính là kia thấy không? Thấy. Coi tao nè. Đi tù là cái chắc. Tội nhẹ nha. Hay tội lắm đi á, hay lắm á. Đứng lại. Hai anh nãy giờ đứng ở đây đúng không? Ừ đúng, đúng anh. Dạ. Vậy hai anh có biết ai là người cho ổ bánh mì vô cửa kính hay không? Dạ biết. Tôi. Là ai? Tôi. Tôi không, một lần nữa. Là ai? Tôi. Hai người có giỡn mặt với tôi nha. Hả? Chỉ có một ổ bánh mì mà hai người cùng trội là sao? Hả? Là ai? Tôi. Hai định bao che cho nhau đúng không? Thôi được rồi. Lucky. Gì vậy? Ê, cái con này quen quá ta. Hồi nãy mày chơi chó với tao đúng không? Nó mới nói chuyện tao đúng không? Nó nói gì? Không, chắc tao sẵn. Đây là con Lucky, luôn đi theo bên tao. Và đây là ổ bánh mì của con Lucky. Nếu nó ngửi được mùi của ai, người cuối cùng cầm cái ổ bánh mì này thì đó chính là hung thủ. Hai người đợi đó. Lucky. You can see me. Đến đây với anh. Có nhớ hồi nãy anh đánh em không? Anh cho em 1-2 cái chỏ để cho em biết thế nào là để đổ anh giật đồ ăn của em. Bây giờ hửi anh đi. Hửi anh rồi chỉ anh tống anh vô tù. Nhanh lên. Tống anh vô tù. Thì ra anh chính là hung thủ. Đứng dậy. Yeah. Đi tù rồi.
Đi theo tao. Đi. Bắt ta đi. Tạm biệt. Ta đi đây. Muốn vô tù đâu có dễ. Cái gì vậy trời? Cái gì làm sao? Trời đất ơi. Ủa cái này con tôi bày ra mà sao không bắt tôi vô tù? Bắt tôi nói vô tù làm sao? Trời đất ơi, bây giờ phá hoại tài sản cũng không được vô tù hả? Vậy thì gây thương tích cho người vô tội. Bây giờ thằng nào mà xuất hiện ở đây bất thình lình là thằng đó xui dữ lắm. Ta sẽ cho một hai cú đánh vào mạng sườn trái, một hai cú đánh vào mạng sườn phải, lên gói một hai cái gọi là chuẩn bị tinh thần tiếp tục ha. Ok. Quýnh thằng đó chắc vô nhà thương luôn quá chứ vô tù gì. Ra đi, đối thủ xứng tầm của ta, ra đi. Ào đâu, xuất hiện đi. Bắt tôi lại. Tao đánh người rồi. Em đã đánh người vô tội nè. Mày. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã bắt giùm anh thằng ăn cướp. Cảm ơn em. Em giỏi lắm. Cảm ơn. Mày đi. Đến. Đi. Đổi không? Đổi chỗ không? Đây, thằng ăn cướp chạy rồi, bắt nó lại. Muốn vô tù đâu có dễ. Tại sao vậy? Trời ơi, sao mà ngược ngạo vậy? Bây giờ muốn vô tù mà khó tới như vậy sao? Chạy đây. Đánh người không được. Thì bây giờ cưỡng hiếp. Ở lâu hơn một xí mà chắc chắn phải vô tù. Bây giờ coi như cô gái này xuất hiện ở đây là cô gái nó xui dữ lắm rồi mới gặp ta. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Trời đất ơi, cô bị cái gì vậy? Tôi với cô không quen biết với nhau. Nãy giờ tôi đang xúc phạm thân thể của cô. Tại sao cô không lao lên chỗ bắt tôi? Con làm gái ba ơi ba. Trời ơi, không có giấy tờ mà lao lên trong mắt con hả? Bây giờ không có ổng nè, là mày chết mày với tao. Tao với tao mày. Làm gì hả? Làm gì vậy hả? Hả? Ủa chùa hả mày? Hả mày? Hả? Ở đâu ra miễn phí mày vô mày làm gì mà sao trẻ tao vô đẩy giờ vậy mày? Hả? Tiền đây. Đưa tiền đây. Không được. Cô la đi, rồi tôi đưa tiền cho cô. Mày điên hả? Tao nói tao không la được mày bắt tao la hoài vậy? Cái thứ gì làm gái mà không biết la? Mày phải hiểu tính chất công việc của tao nha. Tao làm không bao giờ tao la hết nha mày. Nè, tao nói cho mày biết, bây giờ đưa tiền tao hay không? Tao không đưa. Mày làm gì tao? Mày đưa không? Không. Ok, tao thí mày luôn nha, tao cho mày luôn. Hỏi đi, đi luôn, mày đi cho tao. Đừng bao giờ để tao gặp cái mặt của mày, nghe chưa? Nghe chưa? Tao đã gặp rất nhiều người vô gia cư mà chưa bao giờ tao thấy được cái thằng nào mà khốn nạn, bỉ ổi, đê tiện như mày. Cô nói gì vậy? Tao nói mày đê tiện đó, tao chửi cái bản mặt của mày đó. Tôi cấm, cô xúc phạm tôi. Cô làm gái, cô lấy tư cách gì cô xúc phạm tôi. Ra cho bà.
Nè, em lấy em nói là chị không được xúc phạm em. Nè, chị lấy cái tư cách gì tối nay mà người vô gia cư? Chị biết cái gì vậy em? Em có đi làm chứ bộ, nhưng mà em làm ở đâu người ta đuổi cái chỗ đó, khổ lắm. Mà em có làm gì sai đâu, em cũng quên đi trễ thôi mà. Vậy im đi, đừng có phỉ báng người khác như vậy. Người ta cũng muốn sống tốt mà. Mày muốn tao cắn mày để mày đánh tao rồi mày được vô tù chứ gì? Mày nói tới vậy tao giờ tao mới nghĩ ra luôn á. Cắn tao đi. Coi chừng nó cắn bây giờ nó lại. Mất dạy. Ê, anh có sao không vậy? Hả? Chết rồi, chảy máu rồi, chảy máu rồi, chảy máu rồi. Qua đây, để tôi. Đây nè. Đánh ra đi. Anh có sao không? Để tôi coi. Đánh ra đi mà. Để tôi coi, anh chảy máu rồi nè. Đừng cô, cô đi ra đi. Đi thì đi. Đi đi. Đi đi, trả đây. Ghét. Cần cái khăn. Mày đặt lạnh muốn chết còn xào xạo nữa. Cái chân có sao không? Đáng là tôi phải bỏ mặt anh rồi đó. Thứ người như anh đó. Anh xúc phạm phụ nữ hả? Hả? Tại anh cứu tôi vì tôi mà anh bị thương vậy nè. Chứ anh đừng có hòng cho mấy cái này vậy. Qua. Bây giờ chửi tôi cho đã đi. Lạnh không? Anh ôm tôi cho đỡ lạnh nè. Máu nghề nổi dậy hay gì vậy? Nè, tôi đang thương hại anh đó nha. Không lợi dụng tôi nha. Anh rảnh quá, anh không lợi dụng tôi thì thôi chứ. Vừa vừa phải phải thôi. Đi làm kiếm tiền mà. Ai như anh suốt ngày lười biếng, làm gì đâu không? Lười biếng đâu, tôi có ước mơ mà. Tôi muốn vô tù. Nó ở trong động á, có chỗ ăn, chỗ ngủ, không cần phải làm gì hết. Qua cái mùa đông này mình đi ra ngoài mình kiếm việc làm, đúng không? Ở ngoài đây tự do tự tại, anh không muốn. Anh muốn vô tù là sao? Rồi, chứ là ước mơ của tôi. Ước mơ cái gì? Giờ nè, nói chuyện của cô nè. Chuyện của tôi cái gì? Ừ, cô làm vậy á. Ủa, cô có đi thiếu không? Hả? Hỏi có đi thiếu không thì đi, còn nếu không đi thiếu thì thôi. Người ta không đi chứ có gì đó mình. Để cho khoát là cô rất là nhiều. Cô đã cho tôi suy nghĩ theo một hướng tích cực hơn. Không như vậy nữa. Tôi đi nha. Khoan. Hả? Đói bụng lắm phải không? Ờ. Nè, có tiền cái gì vậy? Cầm tiền đi kiếm cái gì ăn đi, rồi suy nghĩ lại đàng hoàng, biết chưa? Cho tiền tôi hả? Ừ.
nhưng mà bị rách rồi. Bà nói nó nãy lo chạy xô không kiểm tra cái thằng khách nó. Hàng thiệt. Đây nè. Rồi đó. Đây đi. 3 đồng hả? À? Ừ. 3 đồng mua gì ăn được? Đó. Hết chỗ nhét rồi ông nội. Ủa trời. Đi đi. Đi đi. Tôi đi á. Em ơi, nghe em nói nghe nè. Cái gì? À, 10 đồng này anh hiểu rồi, tỷ diện nữa anh sẽ cất. Anh hứa là sẽ ăn uống đàng hoàng, rồi sẽ có sức khỏe, sẽ trụ qua được mùa đông năm nay. Còn em cũng phải ráng trụ qua mùa đông năm nay nghe chưa. Rồi mùa xuân tới em phải nhớ ra đây đứng đường tiếp. Anh hứa anh sẽ là vị khách mở hàng đầu tiên cho em mừng xuân mới. Anh hứa tình yêu của chúng ta bắt đầu từ một lần em đi khách. Anh yêu em. Yêu thiệt á. Yêu lẹ vậy ba. Tình yêu xét đánh mà. Bắt tôi lại. Thật chó. Vì mày mà tao. Bắt tôi lại. Bắt tôi lại. Cảnh báo, cảnh báo. Có người bị thương, có người bị thương. Em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, tại sao vậy? Trời ơi, tại sao khi mà anh hiểu ra tất cả mọi chuyện, anh hiểu là ước mơ đôi khi rất đơn giản, ước mơ chỉ là sự tự do. Nhưng mà tại sao lại ra đi giúp anh không người biết tên của em? Anh chỉ biết em làm gái thôi. Tại sao vậy? Đến lại đi, mọi người ơi, ước mơ đơn giản là mọi người ơi. Tại sao? Tên dậy đây, tên dậy đây, tên dậy đây mà. Em ơi, kêu cấp cứu đi ba. Set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror and he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can hold shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Nay ta dùng vũ phép bằng cây, biến phép để đến được đây. Ây 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 ây, bớt nhầy. Ta hân hoan, ta vui tươi, mong men lên tương lai. Ta mong ta hay, ta sung nên ta phai, ta go. Bao nhiêu năm nay ta tin ta luôn sâu xa. Muốn thế giới này chỉ có mình là ác nhất đời, ác nhất đời. Back. I won't stop, I'm a fighter till the death of life. So what? You're gonna be
rồi, chị nổi tiếng là độc ác rồi. Đúng. Bữa nay tự nhiên cái chị nổi hứng, chị qua cái xứ sở này chị đòi chị làm việc tốt, mà đi tìm những cái kẻ xấu đi tiêu diệt, mà lỡ như tụi nó xấu hơn mình, tụi nó dữ hơn mình, tụi nó mạnh hơn mình thì mình phải làm sao? Dạ. Mình đã có thủ thần trong tay, không cần phải sợ cái gì hết. Đã có thủ thần trong tay. Cắt cái đũa thần thôi, gì đâu? Bóp đâu? Bóp gì? Hả? Hả? Bóp đâu? Bóp gì? Bóp đi. Đâu? Bóp đây. Đâu? Thì bóp đây. Ý tụi nó mày bóp tao đau. Chứ bóp chỗ nào mày không đau. Mày bóp đâu cũng đau hết trơn á. Mọi người, nó ăn cắp bóp của tôi á. Xử nó tôi. Ê, từ từ. Đã tới lúc sử dụng tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu gì hả chị? Tàn hình. Trời ơi, chị hai, chị ở đâu vậy? Chị không? Không thấy đúng không? Ôi à, sao anh đánh em? Mày điên hả? Tao đứng trước mày, sao tao đánh mày? Chị có hai ơi, chị đâu rồi? Tao thấy thường hả? Có thấy thường hả? Chị hai ơi. Ê, nó nghe nè, tao không đi bắt nhà ngươi. Mày đứa chị đâu ở đây chị nè. Hai ơi. Mày đứa chị ở đây. Tào lao hả mày? Hả? Sao tao mới nghe cái tiếng ui da quen quá vậy? Qua hỏi. Anh ơi, anh mới vừa làm cái hành động gì vậy? Đánh chị hai mày hả? Trời ơi, chị hai em đâu? Đó. Dạ. Chị hai ơi. Ôi chị dạ. Hai ơi. Sao em nghe cái tiếng của chị mà em không thấy gì đâu vậy chị hai ơi? Dạ. Hai ơi. Ôi chị dạ. Hai à. Ôi chị dạ. Hai ơi. Chị. Quang. Mày mà dậm một bước nữa là tao chèm nhẹp luôn á. Bước rồi một bước. Dạ. À. Trời dạ. Ơi, mày bước tới một bước. Dạ. Ai đứa bay mỗi bước tiến một đứa lùi. Dạ. Dạ. Chị ơi. Em nghe cái tiếng của chị không à? Em chỉ nghe nhạc chuông mà em không thấy hình nền. Đây, tao ở đây. Trời ơi. Trời ơi. Chị hai ơi, cái gì mà như cái cây máng đồ vẽ vậy chị? Trời ơi. Ông kêu quýnh tao không sao hết, hai bây dậm tao chèm nhẹp à. Thôi đó. Mày giỡn mặt tao hả? Mày cười xuyên việt với tao hả? Dạ đúng rồi anh, em nam thương bà số 02. Gửi 8234, 2000 tin nhắn nha anh. Nhắn nhiều nhiều như vậy em để lội ngược dòng tội nghiệp em lắm. Thôi đi, giỡn mặt hả? Ba đứa bay thông đồng lấy bóp của tao đúng không? Không có. Tao hỏi lần cuối, ai lấy? Không có lấy. Ai lấy? Nó lấy. Ta. Ta ta. Chị xin lỗi em. Chị xin lỗi em. Cũng có địa chỉ để chị đi đi nữa không? Đi. Bay cao bay xa. Nhanh. Ta ta. Ta ta. Dừng quá. Ê, dẫn lên cuối. Ai da, ai da, ai da. Ta, ai da. Chị ơi, chị ơi. Chị tìm được tín hiệu của cây đũa thần chưa chị? Đang nghe, đang nghe. Chị ơi, chị tìm lẹ đi chị ơi. Chị đang tìm lẹ đi chị. Vĩnh biệt mọi người à. Ôi chị nghe cái gì vậy chị? Thích ơi, thằng Xúc nó bứt nút rồi. Chị ơi, bây giờ mình phải tìm lẽ cái đối thần lẹ đi chị ơi. Bây giờ chị phải tìm được tín hiệu cái đối thần. Đang nghe, mình phải cứu anh Xúc rồi chị ơi. Chị ơi. Nghe rồi. Ở đâu vậy chị? Chị ơi, ở đâu vậy chị? Nghe. Nghe tiếng bước chân, nghe tiếng bước chân. Tiếp bước chân. Rồi. Dừng lại rồi, tiếp bước chân dừng lại rồi. Chị nghe thôi chứ em thấy rồi đó chị. Đâu? Kìa. Đứng dậy mày. Chưa đánh nhau mày ăn mặt ăn dạ hả mày? Đứng dậy. Mày mới vừa tới đúng không? Mày đang tìm kiếm chứ gì? Đúng rồi. Tao biết hết. Ôi nhà ngươi biết hả? Vậy chị cho ta đi. Tao không chị. Chị dơ vậy? Tao chị dơ là tại mày. Tại làm sao? Tại làm sao mà mày lên mạng mày nói với tất cả mọi người tao là đứa mặt vuông. Mặt vuông hồi nào? Mặt này mặt mâm hả? Đó hà, mày nói vậy đi, tao không tức. Mày nói mặt vuông tao mới tức. Cho nên tao mới hẹn mày ra đây quyết đấu một trận sinh tử. Mày vào vô đây. Tao đứng trong này mà mày cũng thấy tao nữa hả mày? Đồ con mặt vuông. À, thì ra mày chính là cái con chính chủ chửi tao. Rồi sao? Dạ em xin lỗi chị. Dạ, xin phép chị cho em được xử lý nó. Mày vào vô mày! Vô mày! Đánh đi! Đánh đi! Đánh đi! Chị nói nghe nè hai đứa. Mình là bà con gái, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Không phải là động tay động chân như vậy. Người ta nhìn vô người ta đánh giá mình, hai đứa hiểu không? Không! Hả? Nói nghe nè, tự nhiên sao đánh nhau vậy hả? Chị nghĩ sao vậy? Nó mặt vuông em chửi mặt vuông đúng không? Em chuẩn bị vũ khí chưa? Chuẩn bị chứ, nhào vô cấu xé lột đồ là được rồi. Em ơi, bây giờ đi đánh nhau mà nhào vô mà cào cấu xé lột đồ là bình thường rồi. Mình phải có chiêu. Bây giờ chị chỉ em nè, mình đi đánh nhau nè. Mình xài chiêu lạ, chiêu độc nè. Chiêu mình gì? Xài muối ớt đi. Muối ớt chi chị? Mình tát vô mặt nó xong mình thảy vô người nó. Nó nóng quá nó tự cởi đồ mình khỏi mình cởi luôn. Trời ơi chị hay quá chị hay ơi. Hay. Ê bánh bèo nói nghe nè. Dạ nó dạ. Nói là nó đi đánh nhau là nó có muối ớt rồi đó. Nó có muối ớt.
em sẽ xài muối tiêu. Gì vậy má? Muối tiêu sẽ tiêu diệt muối ớt. Được luôn hả? Dạ được hết. Cái đó là bậy. Nó có muối ớt mà em có muối tiêu là em bậy. Mình phải xài cái khác. Xài cái khác là cái gì? Trái cây. Trái cây em chậu vô mặt đó. Không, mình trên trái cây mình xin muối ớt đó, mình ăn hết muối ớt nó luôn. Hiểu không? Đó, đó nguyên bậy bậy nè. Đó, ngồi nè. Đó, trái cây nè, xài nè mấy ơi. Cay quá, ơ cay quá. Trời cay quá. Đâu cùi dưới trời. Thấy không? Ngồi ăn vui nè, ăn chung vui vẻ chị em nè, vui không? Không. Không. Như vậy, mày dám chạy tao hả? Tiếng mẹ mày chạy tao vào nhầm. Trời ơi, sao mọi người đây vô tâm quá vậy? Không ai cứu chị tôi hết. Trời ơi, nguyên đám nhào vô quýnh tôi như cái mình rách vậy đó. Trời ơi. Xích ơi. Em thương tống mai 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 trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ. Hey! Nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng rồi. Trời ơi, trời ơi, chị xui nó, chị nó quýnh chị quá trời. Trời ơi, chị xui, chị đang can mà. Trời ơi. Trời ơi, nó quýnh tôi quá trời. Trời ơi, chị ơi. Chị ơi, xuống đây làm chuyện tốt mà gặp chị hai suối dại không à, quýnh quá trời. Anh Xúc. Xúc. Chị hai mình đâu rồi? Chị hai nè. Xúc. Chị hai của mình á. Chị nè. Hả? Em mới đi có một tiếng mà sao từ tóc dài thành tóc tém rồi. Chị hai ơi, cái mái tóc của chị đâu rồi? Còn đâu cái mái tóc chiều nào xòa tóc ngồi bên thềm. Cái gì vậy chị? À, không có đó mày, rồi nói tiếp đi. À, ý của em nói là thầm ước nhưng nào đâu dám nói. Khẽ tâm tư lại thôi, tâm tư lại. Em ơi, bây giờ thôi thôi thôi, đi về, nhưng mà mất đũa phép rồi. Phải đi tìm cây đũa phép, đi tìm cây đũa phép. Có tìm, ở đây nè. Cái gì vậy? Em nói thiệt với mấy anh chị luôn, em là thằng cướp mà cướp chuyên nghiệp nhanh nhất Sài Gòn luôn. Mà mấy chị dí còn kịp em luôn hả? Ba cái cây này có cái gì đâu, em tưởng cây vàng. Em giật, em chạy vô tiệm vàng, nó quýnh em bờm đầu luôn hả? À, bây giờ không xài đúng không? Không xài thì mình dùng đi mất mất mà cầm chi. Ê, à. Gì vậy? Nhây ha. We will, we will rock you. Nhây, nhây. Anh ơi, trả đôi phép cho em đi anh ơi. Anh ơi, anh ơi. Hey. Hey. Ma 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 Tiền là gì? Tiền là giấy đó. Ta mất nhau từ đây hả? Diêm My Nguyễn nữa hả? Hả? Khùng hả? Bây giờ có tiền không? Anh ơi, em không có tiền mà em có người được không? Thế chị ơi, chị mới gả bán em, chị đừng gả bán em lần nữa được không chị? Chứ bây giờ làm sao? Cười xuyên Việt nữa hả? Anh ơi, em đang thương mại số 02. Gửi 8234. Dạ, 2000 tin nhắn. Ê! Khùng hả? Bây giờ không có tiền thì đừng hòng lấy cái này, tao giục luôn. Wow! Anh ơi xin hãy ngừng tay. Em để đau khổ nếu mất cái cây. Biết phải tính làm sao bây giờ. Xin đừng giỡn nữa không vui đâu mà giỡn hoài tao quanh chết cha. Xin anh hãy thương tình mà dừng tay đi giùm em. Từ xa đến đây chỉ để thăm dò mà thôi. Đũa thần của em để hoài về. Xin anh đừng quăng chết em luôn à. Ê! Tụi bay mệt không? Dạ mệt. Ở dưới người ta cũng mệt lắm rồi. Đáng lý tụi bay đi sâu lắm. Tại tụi bay lầy, buộc tụi bay phải lội thôi. À, trời ơi anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Đánh trả đũa thần cho em. Có ngày đũa thần thôi mà. Trả nè.
Trời ơi, còn lầy nữa kìa, còn lầy nữa kìa. Quy Quy, nói nghe nè, cho hỏi cái nha. Cái này đủ thần hả? Đúng rồi, dạ. Đủ thần. Có phép không? Rõ ràng là phải có phép rồi. Không có phép, không có tin. Phải làm sao cho người ta tin mới có phép chứ. À, nhà ngươi không tin nè. Không có tin. Hãy nhìn đây, coi tôi khóa tay trái nhà ngươi nè. Ôi dạ. Tay phải. Ai? Ai dạ. Quạch. Hai chân. Ai dạ. Lộn mèo nè. Ba thùng hả bà nội? Ba thùng hả? Hả? Ba thùng hả? Chị ơi, tôi giỡn cho bà vui thôi. Phép bị gì á, như xuống đây 3G chụp trường nè. Nè nè nè, bắt đầu từ bây giờ phép tôi nó mới hiệu nghiệm nè. Cười vui vẻ đi, cười vui vẻ nói chuyện với nhau đi. Tự đánh nhau đi. Rồi xỉu đi. Nói cho biết trước, khi mà ra đường á, gặp một người nào đó lạ quắc không quen, đưa cái gì đó tốt nhất đừng nên cầm. Alo, làm việc đi. Anh đau quá xa. Ây da, đau quá nha. Đi về xúc xích ơi, đi về. Ây da, ông thà ta. Đau quá. Đau quá trời da. Sau khi tỉnh dậy và đọc được tờ giấy này, điều đầu tiên bạn cần làm là hết sức bình tĩnh. Và sau đó hãy gọi điện thoại cho người thân hoặc công an gần nhất để cứu bạn. Tại vì sao? Bạn đã bị mất một trái thận. Trời ơi, chị ơi. Chị ơi, chị dụ em xuống cái xứ sở này làm chuyện tốt với chị. Em chưa làm được cái gì, em mất bà nó trái thận của em luôn rồi. Không sao em, bình tĩnh, mình còn một trái tim mà. Trời ơi, cái gì thì bà nội? À không, ý chị nói ở đây mình còn trái tim là mình còn sự sống. Mình còn sự sống là mình còn hy vọng. Mình sẽ hy vọng mọi người yêu thương lẫn nhau, biết phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu. Hiểu không? Hai đứa ở đây đi, chị sẽ về xứ sở của chúng ta để sạc lại gậy phép. Hai đứa ở đây, hãy đi tìm những người nào xấu nhất cho chị. Sau khi chị sạc gậy phép về, chị sẽ rước hai đứa về chung với chị nha. Chị ơi, chị bỏ tụi em ở đây hả chị? Đúng rồi, chứ bây giờ một mình gậy phép của chị về được một mình chị thôi, em hiểu không? Dạ. Rồi bây giờ móc vô đi cho chị bay lên cho hoành tráng đi. Dạ. Về này mấy đứa. Chị ơi. Rồi bây chị giờ đi. Tôi chị về mạnh đây giỏi nha chị. Tạm biệt, mong là trái đất này sẽ bình yên. Chị ơi, tạm biệt chị hai. Linh xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay thì Kiều Linh quay trở lại đây, đang tập với lại các bạn diễn của Kiều Linh để làm cái đêm lội ngược dòng. Thì đêm này thì Kiều Linh cũng làm một cái chất mà hình như là từ đầu Cười Xuyên Việt đến giờ Kiều Linh chưa có làm. Nên hôm nay thì Kiều Linh cũng muốn cho nó là lạ một chút. Làm việc với chị Linh thì cũng rất là thoải mái, bởi vì chị nhanh lắm, chị nắm bắt cái gì cũng nhanh hết. Hai chị em không gặp nhau được lâu, không có tập được nhiều, thế nhưng mà rất là ăn ý. Trước giờ thì Kiều Linh đi diễn sân khấu tấu hài thì mình làm cái gì nó cũng đơn giản hơn, gọn nhẹ là chính. Thì qua đây thì Kiều Linh phải đầu tư nhiều, từ chuyện phải lồng nhạc vào tiểu phẩm như thế nào, rồi tiểu phẩm mình phải có đầu có đuôi như thế nào, rồi phải đưa âm nhạc vô như thế nào, rồi mình phải diễn cho nó nhiều nét diễn hơn như thế nào. Qua từng tiểu phẩm mình phải thay đổi bản thân mình, thì đó cũng là một cái cơ hội tốt cho Kiều Linh trong cuộc thi này. Kiều Linh nghĩ là sau cuộc thi này thì Kiều Linh sẽ có thêm một cái vốn về diễn xuất. Má, con không muốn lấy chồng. Bà Hinh nè, gái lớn lên là phải lấy chồng, đừng có nói gỡ như vậy con. Mấy anh con trai ở dưới đây người ta còn muốn lấy chồng mà, mắc mớ gì mình con gái mà không chịu lấy chứ. Ốt nến, chị hai lấy chồng ở làng kế bên, có gì đâu mà khóc. Nhưng mà con nói là không được, không được, không được mà. Má nói được là được, đây là tâm nguyện cuối đời của ba con. Hai gia đình phải trở thành xui gia. Ráng đi con, sắp tới rồi con ơi. Nực quá à. Nực, có cái lậm cầm tay đây.
trời ơi, khát nước. Khát nước, có nước uống luôn. Trời ơi, đi xe má sướng thiệt á, cái gì cũng có hết á. Xe má cái gì cũng có. Dạ. Chỉ có thắng là không có thôi hả? Làm quá. Hai chiếc xe tải bên kia liên quan gì tới mình đâu. Thôi đi về đi, không có đám cưới gì đó. Tại sao lại đi về? Hôm nay phải đám cưới. Theo di nguyện của ba con, hai gia đình phải trở thành xuôi gia. Tụi con. Dạ. Đón khách. Khách dạ. Tới rồi kìa. Lâu quá không gặp. Dạ. Lâu quá không gặp. Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau. Khi yêu em con tim đằng sau, vậy mà người vội vàng quên mong. Dạ, kính chào chị Xuôi. Bà gọi ai là chị Xuôi? Ở nơi đây chỉ có hai người phụ nữ trung niên. Tôi không gọi chị, chẳng lẽ tôi gọi tôi sao? Nhưng tôi cấm bà không được gọi tôi là chị Xuôi. Chị là chị Xuôi, không lẽ tôi gọi chị là chị ngược? Bên đó ăn cái gì mà ghen dữ vậy trời? Bà có phải là Kiều Linh? Yes, I am Kiều Linh. Còn chị đây là... Nhìn không ra sao? Hoa hậu khu phố 7 phường 9 quận Hóc Môn năm nào nè? Hoa hậu mà cái mặt xấu giống như con chó bị đụng xe. Tôi cứ nắm nó sao cười hoài vậy? Mày vui lắm hả? Dạ con. Khách tới nhà không trà cũng nước chứ chị Xuôi. Dạ mời bác uống nước đi con. Dạ mời bác. Chị nghĩ sao thời này mà chị còn kêu tôi uống nước trong tô vậy? Dạ tại nhà cũng đơn chiếc cũng nghèo chị à. Nhà tôi... gì đâu, chuột bọ rán rít kiến mũi không à. Không có đâu chị. Chị nói sao á, chứ một con mũi nhà tôi còn không có mà. Sao chị nó không có mũi? Dạ không, cái này là mũi nuôi. Bye đi con. Tạm biệt. Cái gì nữa? Dạ mũi nhà mình bay qua nè má. Mũi nhà mình bay theo hả con? Dạ. Lấy vàng lấy vòng rồi đeo vô cho nó nhiều nhiều cho ta biết mũi nhà giàu nha. Muốn binh lắm mà binh không nổi luôn á. Tám mượn mày binh. Dạ không biết hôm nay chị Xuôi qua nhà tôi có điều chi vậy bảo? Qua để nhắc lại cái chuyện hôn ước năm xưa. Ông nhà tôi với ông nhà chị, tôi thì cũng bằng lòng. Nhưng không hiểu tại sao nhà tôi càng ngày càng giàu mà nhà chị càng ngày càng nghèo vậy. Làm sao xứng đứa vừa đôi với nhau? Nghèo gì mà nghèo xác nghèo sơ, bao nhiêu năm vẫn nghèo. Bởi ta nay gái nhà nông chỉ biết trỏng cái mông lên trời thôi hà. Dạ chị Xuôi không thương nên chị nói vậy. Chị không nghe ông bà xưa nói sao? Chị ơi thời vụ đến kỳ, mong em không trỏng lấy gì chị xơi. Má hay quá, má hay quá, quá hay. Nói một câu trả lời một câu, làm sao mà bữa nay thi đậu mới hay ha. Tôi hỏi chị, lễ thành hôn có đôi trẻ, chị cũng mặc cái bộ đồ lúa lá để lên sân khấu sao? Mấy chục năm trời không có được một cái áo đàng hoàng để mà gả con gái sao? Mặc dù nhà tôi nghèo thì nghèo thiệt, nhưng đến hôm đó tôi cũng phải ăn mặc sao cho nó phải phép. Nói được thì phải làm được nha. Hai con. Dạ. Yeah. Từ là từ phú tư, bao kim sắc phong lớn đàn, vào ra luôn trong tình chàng. Trời, nghèo không thêm tài mà bên đây sinh tật nữa là sao? Cả nhà khai mau, mấy mẹ con ăn cắp áo dài của Phạm Hương rồi nào. Đừng có khi thường mẹ con. Mẹ con là một trong những dừa gạo lớn nhất miền Tây. Sắp tới nay á, mẹ con sẽ đi thi Hoa hậu quý bà. Nhất định phải chọn cái áo dài của Phạm Hương, trong khi cái tướng của mình lại giống Diệt Hương là sao? Chị Xuôi à, sao nè, bữa đó tôi ăn mặc vậy chị thấy có được không nè? Cũng cái thằng quỷ này nó lì dễ sợ luôn sao nhỉ? Má má nó làm cái mão này á giá chừng 10 lượng vàng thôi. Dạ. Nó quất đâu lên cả chục ký ha. Vậy là xong rồi phải không má? Đi về đi má ơi. Chưa có xong. Chuyện gì nữa? Thua keo này ta bày keo khác. Dạ. Chị. Dạ. Trong
cái bản chúc thư năm nào của hai ông già để lại đó. Dạ. Hai ông già muốn ngày thành hôn của đôi trẻ, tôi với chị phải hát chung với nhau một bài. Nhưng mà hát thì tôi... Chị tôi không biết sự... hát hả? Tôi dạ. Dạy cho chị hát. Tôi... Má! Tại dục! Chị không biết hát, tôi kèm tôi chỉ cho dễ lắm. Tôi hát sao chị cứ hát theo y vậy là được hả? Bây giờ sao? Bạn quyết định đi tiếp hay dừng cuộc chơi? Nếu quyết định đi tiếp, con gái của bạn sẽ có một buổi lễ thành hôn rất vui. Nếu dừng cuộc chơi, bạn sẽ ra về với số tiền thưởng 170 ngàn. Má! Cháy vô! Dạ, thật sự thì tôi cũng già cả rồi, yếu đuối. Tôi sợ hơi hát cũng không hát được với ai. Nhưng mà bị sức ép của fan quá nên tôi quyết định là chơi luôn. 60 giây bắt đầu. Miền Tây quê hương ai về ai nhớ ai thương, vừa qua Long An chớ đào hương lúa còn. Giang Mỹ Tho cái bè Gò Công Tân Phước, rạch miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Từ Bến Xe đi cứ thành là người yêu ơi em muốn cùng anh. Để tôi cứu. Khi câu chung thế không thay đổi lòng mình bên. Quá má ơi, hai gia đình mình vui vẻ nhau đi. Dạ. Khỏi có gây gỗ nhau nữa, mình cũng bà con nha. Đó giờ mấy chục năm trời rồi, đừng có buồn phiền, đừng có giận hờn tôi nữa nghe. Má, mấy chục năm gây lỗ gì má? Thì đó. Vụ gì má? Mười mấy năm nay rồi. Hồi xưa hai chị em cũng thân với nhau lắm. Dạ. Hai người dắt nhau đi thi qua hậu khu công nghiệp. Cái ban tổ chức thông báo kết quả. Cô Linh được hoa hậu. Dạ. 3 phút sau giám khảo xin lỗi, lộn kết quả, lấy dương miệng trao lại cho má. Ủa má có chuyện đó hả? Có. Trấn Thành làm MC năm đó đó. Sau cái sự cố đọc lộn kết quả đó, bây giờ đi làm giám khảo không, không làm MC nữa. Chị Sươi, tôi nói nghe nè, bây giờ là tôi với chị cũng vui vẻ với nhau rồi. Công nhận nó thoải mái trong người chị ha. Bởi vì tôi nói với chị đó, đừng có giận tôi vụ án năm xưa nữa. Bên đây tôi qua đây với thành ý dữ lắm. Mà sao tự nhiên mình càng vui, cái mặt tôi nó càng lạ vậy chị? Đâu, chị hỏi sắp nhỏ coi sao. Nó đi cưới vợ mà cái mặt nó còn buồn hơn lúc đi chơi ông ba nó nữa đó. Nè, con, trả lời cho má biết, có bằng lòng cưới con của cô Linh đây không? Con... Nhanh lên, con trai phải trả lời cho dứt khoát đàng hoàng. Bằng có lòng. Bằng lòng không? Bằng lòng. Đó, con tôi nó chịu rồi đó. Má! À? Không có được. Sao vậy? Con nói là không có được. Con này, con gái con đứa, thì hôm nay có bác Mai ở đây đó. Con đồng ý hay không thì con cứ nói. Đồng ý không? Dạ, con. Đồng ý không? Đồng ý không? Má! Tao đồng ý. Một tháng trời tôi mất mấy cái áo dài, hai cây son, mấy bộ tóc giả. Ở vậy đó, hai đứa bay nó nghi nghi lâu rồi mà. Nè, bây giờ sao? Hai cô cậu à, không lộn, cậu với cậu tính sao nè? Để sắp già tôi còn lo cho nó kịp. Má, vậy là má chấp nhận. Yeah.